vậy? Dễ thương quá. Thách tôi mà, cái gì vậy? Trời ơi, đi vào trong đi. Hả? Nè. Dạ. Anh yêu. Này mà sao không thấy anh, đã tới tối luôn, mới tới là sao vậy? À, tại anh bận chở má đi thôi. Hôm nay em mặc đồ Mickey nè, làm với cái đầu tóc Mickey luôn nè, để gặp anh á. Dạ. Đặc biệt hôm nay quán em thấy anh ăn ốc. Vậy hả, ăn ốc hả? Công nhận hai mình hợp ha. Em là anh chủ Mickey, anh có con ngựa nè. Hai mình động vật dễ sợ luôn. Chú, người yêu cô chủ hả? Trời, anh hết xui rồi, dám yêu cô chủ tôi là anh gan lắm luôn á. Thần kinh anh có bị gì không? À, không có. Đi vô lấy ốc cho khách đi. Dạ dạ dạ, rồi rồi. Anh ngồi đi anh. Ơn anh một vũ. Đi. Dạ đây anh. Ốc vậy. Ôi trời ơi. Hay quá vậy ta. Thôi anh biết. Em thích anh rồi đó. Em thích anh rồi đó. Anh nghĩ em dạy vậy đó. Nghe bài gì lát cho mình em nhẹ. Bây giờ dạy đi. Em á, em biết anh là hoàng rapper. Dạ dạ dạ. Là lúc nào cũng thể đẹp hết. Bây giờ bữa nay á ha, anh vừa ăn ốc mà vừa nhảy. Muối tiêu đâu? Ăn ốc mà không có muối tiêu sao sao mà cháu? Không. Lát nữa mình ăn ốc xong rồi mình quán đưa mình lấy nguyên chén mình ăn muối tiêu sao? Cũng được. Bây giờ về. Vô. Anh nhanh viên. Dạ. Anh chìa cái tay ra. Làm gì? Em khửi con ốc cái em chà vô tay anh cho nó mặn mặn như muối vậy đó. Không, anh vừa ăn vừa nhảy em khửi hết. Vừa ăn vừa nhảy đó, em ái anh. Anh rửa tay chứ. Ổn mà, anh yên tâm đi. Một ngày em rửa hai lần mà. Anh tin em à. Rồi. Ok. Ổn rồi, như đây ổn rồi. Ừ nha. Nhảy nhanh vô nè. Vô. Ăn ốc đi hôm anh. Hôm nay ăn ốc. Yeah. Hôm nay ăn ốc. Yeah. Ốc nhảy nè. Ăn no tới nóc. Yeah. Ốc nhảy nè. Ốc nhảy nè. Ngon quá người. Tiếp luôn. Ăn con đi. Ăn con. Ngon là ngon là ngon là ngon. Nè cho anh luôn. Ngon là ngon là ngon là ngon. Ngon là ngon là ngon là ngon. Anh ơi ăn đi anh, ăn đi anh. Yeah. Quá ngon luôn nè, biểu diễn nè. Màn này là nguy hiểm lắm nè. Được chưa? Kết anh quá, thẳng anh bỏ hoa. Anh ơi anh. Vô nghỉ nhảy rồi mệt, nhảy mệt chưa anh? Ờ, hơi mệt. Mệt rồi phải không? Chống mệt, ăn chưa? Để em tiếp sức cho anh, em tiếp sức cho anh. Tiếp sức hả? Lấy nước cho anh. Hết nhân tạo nữa. Em lấy nước cho anh uống. Nước. Nước, nước rừng, hương rừng ha, thơm ha. Sao vậy? Sao vậy? Anh chơi nước quán em à? Sao vậy? Cảm giác nó là sao anh? Nó là sao? Gì đọc dạ? Rap, đọc rap một câu cảm giác khi uống nước đây nè. Dạ? Hôm nay anh hẹn lên rừng, sao em dẫn anh xuống biển? Nước gì mặn nè. Thì bây giờ ăn ốc là bây giờ mới ăn muối. Anh nói là ốc còn có muối. Nên bây giờ mình ăn xong. Đâu mình đọc rap cảm giác từ hôm nay anh sao nè? Câu rap nè. Uống nước muối. Hay nuôi nuôi. Nhiều trái chuối. Sắp bị thúi. Oh yeah. Anh nào uống miếng nữa đi, chê nước em hả? À không, với cái tình cảm người ta gọi là mặn nồng á thì phải uống nước này nó mới tình cảm. Đúng rồi đó. Đi đi nhà đi em. Không có cái tình cảm mặn nồng em dành vô đây hết rồi, anh phải uống hết cái tình cảm mặn nồng của em. Thì em đã hứa là hai đứa như một mà, thì anh uống như em uống, em uống đi. Không được. Đi, không được. Tình cảm với nhau như vậy là không sống được. Phải sẻ nhau. Uống đi. Yêu nhau mà. Nói chung là ok. Em uống một miếng thì anh phải uống một miếng đúng không? Ok. Em 50-50 là anh chứ. Ôi giữ nhậu luôn hả? Hai người nhậu luôn hả? 50. Ok uống nè. Không được. Em uống gì đó là anh phải uống nhiều hơn nữa. Cứ đá qua đá lại cái đi. Cái gì vậy? Ủa, đây có massage hả? Vừa ăn có massage. Bình tĩnh đi. Bình tĩnh đi. Ba. Khoan đã ba. Này đi. Dạ. Ra đây bình tĩnh. Dạ. Chuyện này giải quyết được hết. Trời ơi, bảo vệ cô dâu đẻ lên. Dạ. Bình tĩnh. Trân trọng nhất với ba. Bình tĩnh. Đây là bạn trai của con. Bạn trai của con. Dạ. À, bạn trai à. Dạ. Đặc biệt anh ấy có cái tên là
À đúng rồi, trời đất ơi. Cái nè, hèn gì con nhắc cái câu này hoài biết rồi, ca sĩ nổi tiếng lắm. Dạ, dạ. À, dạ, không? Dạ con khỏe. Sĩ lưng đúng không? Dạ, má giữ chút sĩ diện cho con được không? Dạ, không? Dạ. Cái này ai đây? À, cái Sĩ Lưng là nhạc sĩ, còn cái này là rapper, là bạn trai của con. À, trời ơi, lộn, xin lỗi nha con. Dạ. Trời ơi, tên Hoàng. Dạ. Trời ơi, không có để ý. À, lúc này bán bơ phá không? Dạ. Bán bơ vậy? Thì mới giới thiệu gì Hoàng bán bơ? Không phải, cái này là Hoàng rapper. Rapper? Đó. Rap chứ phải bán nữa. À. Rapper. Rapper. Trời ơi. Nè, bác biết mà con là ca sĩ đúng không? Dạ. Mà vừa là nhạc sĩ luôn. Dạ, dạ, dạ. Sáng dạ, tác nhiều bài hay lắm. Dạ, 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 dạ. Bác có thích một cái bài con hay nhất mà bác thích vô cùng. Dạ, lần này cái bài đó là như là... Bắt nay cha cha cha. Trời ơi, con biển luôn rồi. Đúng không? Hả? Con lộn đi hả? Không phải. Đó mà. Có đoạn rap mà. Có đoạn rap đó. Em xin tư như bông như hoa cho ai kia rất kỳ tâm. Bảy người rồi. Bảy hoa vậy. Không phải hả? Em trai của con á. À, chỉ có sáng tác ra một cái bài rất là đặc biệt. Ồ, đó là bài à? Mắt nay má 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 chứ không có lời cha cha. Trời ơi, có luôn hả? Bạn chi luôn rồi ông chủ ơi. Bảo vệ anh đi em sẽ sỉ nhục anh hoài vậy. Anh bây giờ anh biểu diễn đi cái bài gì của anh nổi tiếng, ông nói ông hát bài bác đúng mới rồi, biết nữa. Đúng rồi, phải nói con hát là bác mới nhớ. Dạ bác. Ừ. Không phải biểu diễn hả bác? Ừ. Biểu diễn ngắn gọn thôi bác nhớ anh biểu diễn đi anh. Dạ, một câu thôi anh. Ờ, bởi vì đó con. Vì đam mê giàu sang nàng biến đi hạnh phúc đời mây. Mới sáng tác hồi nãy luôn hả? Bài biết không? Bài gì vậy con? Nàng Kiều lỡ bước. À, đúng rồi. Vì nó mê ta sang, thắng nó đi tay 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 tay. Dạ, hay quá. Bây giờ, bây giờ là nhạc sĩ nè. Biết anh ca sĩ rồi. Sáng tác nè. Bây giờ, bác, cái quán của bác là hội quán Tiểu Lâm. Dạ. Bây giờ, con có thể nào sáng tác thêm một bài nói về cái quán của bác được không? Hay quá vậy. Trời ơi. Sao bữa giờ nãy giờ con từ ngoài cửa bảo vệ những xe mấy ảnh bắt con sáng tác vô đây gặp anh nhân viên sáng tác vợ sao con à, không ngắn gọn mà không có cần dài bắt con sáng tác bây giờ anh làm không anh mà không làm không là, làm là không có được bước ra không quán con làm liền rồi vô bắt đầu chứ làm là con hay lắm đặc biệt là phiền nhạc sống quá hay quá trời ơi nhạc sống luôn hay quá lắm ơi bác hồi xưa cũng biết ơn mà con dạ dạ muốn đơn tông gì dạ tông đơn đơn Trưởng dạ, thứ. Dạ trưởng, bà vui mà trưởng. Dạ. Ba cứ rải đi để con feel để biết. Oh yeah. Hồi quên đi. Lòng lòng cảm thấy nín cầm ha em cũng cái hai thôi à dạ em cầm hai lần rồi nha rằng anh yêu em với một ồn ồn yêu em nhất trên đời của ồn ồn éo ồn chỉ mình em thôi của ồn ồn éo ồn tim trai tim anh của ồn ồn éo ồn giờ chưa chưa được vậy thấy con quá dội. Dạ. Bây giờ con có thể vừa cử tạ mà vừa hát cho bác nghe được không? Cử tạ là cái gì vậy? Trời bác nhìn cái tướng con có bao giờ cử tạ đâu. Có hết. Mày lấy tạ đây cử tạ. Rồi đất thôi 5 ký. Được hết. Nè. Làm một lúc nha. Cử tạ thì là nhanh mà hát bài thì là chậm. Rồi nó đổi. Nó mới đẳng cấp chứ. Dạ. Vậy con đứng tấn nha. Vô thế nè. Liên tục, liên tục, liên tục. Bắt đầu. Hát bài thiệt chậm. Nhanh lên, nhanh lên, cử tạ nhanh lên. Cần lắm ngay lúc này. Cần khóc cho vơi đầy. Cần đi đâu đó xa chúng đây. Hát chậm lại nữa đi. Hát chậm lại nữa mà cái tay vẫn nhanh. Không một mình. Làm lại lên. Cần biến mất vô hình. Cần lắm giữa khu yên.
còn dạ thôi thôi dạ thôi con không cần nước muối nữa. Cái này mới tiệc chiêu đỉnh nè, cái này là bàn cuối cùng của anh luôn à. Dạ nữa hả, giờ anh mới biết lấy vợ khó vậy luôn á. Chết sao, còn hát nhạc rap đúng không? Dạ rap, nhạc nào cũng rap được đúng không? Dạ bây giờ bác sẽ hát nhạc quê hương mà con rap mà bằng cái nhạc của con được không? Dạ là được. Bác hát một câu nhạc quê hương rồi con rap theo cái nội dung y chang như vậy. Dạ ha. Dạ bắt đầu. Để quê rồi thương dòng sông Hương, đường qua ví già chờ đồng ba chờ tiền. Rồi rap vô. Đến Huế rồi cho chúng ta xem giờ tiền mà không có thuộc lời làm sao có dạ không được, coi bài câu sao. Dạ dạ. À làm lại nha. Nhớ nha, nhớ nha, tập trung nha. Thầm lặng di tình thâm thiên mù, tổng thể chậm vai nghiêng nón qua trang tiền. Vô. Đi thăm lăng, đi thăm mà tiểu thiên ngủ, tóc qua xõa ngang vai, em dễ thương quá trời. Hey. Vô cháu lên ba, cháu vô à mẫu à giáo, cô à thương à cháu vì cháu không à khóc à nhè 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 nhè. Để mẹ trồng cây trái, bà giàu nhà mấy, ông bà dư cây cây. La 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 la. Ba ơi, con thấy thử thách gì á, người yêu của con cũng vượt qua hết. Dạ vâng. Là chiếc nhẫn này là anh ấy đã tặng cho con để đính hôn. Dạ, kim cương, đồ thiệt, 15 tỷ nữa đó. Ôi, anh này cũng có vợ rồi. Thì có con vợ rồi mà sao lại mà cầu hôn với lại ông chủ nữa? Vậy là nãy giờ thử thách giờ chết quốc rồi. Đã nói nhận kính thương thì phải một cặp với ba. Một cặp đi. Đi đi. Một cặp đấy, một cặp. Cứu con, cứu con, cứu con. Anh làm gì anh ôm con trai tôi vậy? Qua đây con. Qua đây ba. Rồi đứng im đi, chờ ba. Anh làm gì anh hành hạ con trai tôi vậy? Đúng rồi đó. Tôi đó nói thiệt với ông nghe, mình có đứa con gái à, có con gái trong nhà giống như là hũ mắm vậy. Mà tôi thấy cái thằng này nó được mà mắc cái gì ông nhìn hả nó hoài vậy. Nó có vợ rồi. Hả? Nó có vợ không nào? À. Nó đeo nhẫn kìa. Nhẫn. Mọi đeo nhẫn là có vợ hả? Đúng rồi. Tôi có vợ sao không nghe. Không còn đâu. Bây giờ mới đi đeo nhẫn là thời trang chứ mắc cái chứng ôn gì đeo nhẫn là có vợ. Mày mẹ đưa cái nhẫn coi coi. Dạ đây. Cái nhẫn này cái nhẫn đồ chơi mà. Dạ đúng rồi, inox mà. Nhẫn inox xi đâm lè. Mà bây giờ tôi hỏi ông nè, má cái gì mà ông hành hạ nó, ông hành nó vậy, ông làm được như nó không? Cái gì? Hả? Ông có làm được như nó vừa cử tạ, vừa đàn, vừa hát rồi hả, vừa đọc rap được như nó không mà ông hành ta? Bác con làm vậy luôn á hả? Dạ đúng rồi, làm nhục con nó ghê lắm à. Nha, anh thử con tôi bây giờ tôi cho anh thử lại anh. Anh vừa cử tạ, anh vừa hát cho tôi coi coi. Trời đất ơi, khổ quá chị, con chủ giỏi mà. À, bây giờ anh làm thử coi có được không mà hành người ta. Anh làm đi rồi lát nữa anh thử tôi làm. Rồi, ông chủ tôi hay lắm, được hết. Được hết. Anh bài gì? Anh bài gì yêu cầu, anh yêu cầu nghe. Bài gì? Anh xui muốn hát bài gì anh xui? Anh hát bài nào mà anh cảm thấy thoải mái. Đó, ví dụ như anh làm thiệt là nhanh. Đó, 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 đó. Nhưng mà hát già cổ hoài làng. Từ là từ phu tướng. Hát chậm chậm. Bảo kiếm chiếc xa lên đàn. Chiếc xa lên đàn kì vậy? Ra gì? Lũ trong tình vàng. Lũ trong tình vàng. Năm canh mơ màng. Năm canh mơ màng. Thẳng tay ra, thẳng ra. Em luống trong tình vàng. Em luống trong tình vàng. Cho gan vàng quặn đau ý à. Cho đằng vàng 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 cho đằng vàng. Ba được được rồi ba, được rồi ba, nhưng sau đây cũng là ba vợ con gái của con rồi ba. Được rồi ba. Ba vợ con. Tôi nói anh nghe, mấy cái chuyện mà thử thách để kén rể của anh chuyện nhỏ, cha nó còn làm được chứ đừng nói. Làm được cái gì? Quá. Làm được cái gì đó là thách. Mày nổi anh, có
con tôi nó đọc rap được, tôi cha nó, tôi phải làm hơn nó mới được. Hay quá. Ông hơn tôi nào? Chơi không chơi, chơi quá. Phải làm được, bảnh ra khỏi chỗ này. Quá ông đỡ lỡ ở đây, rửa chén cho tôi cả một năm nữa nha. Yên tâm. Ông chủ. Cha mày cái bộ, không khỏe là quá. Hay quá. Tới đầu rồi. Rồi, bây giờ tôi hát nhạc quê hương. Ông phải rap, mà phải cho hay nha. Hát ông nội, ông hát nhạc quê hương sao rap? Ông nói cái gì ông cũng làm được mà. Giờ ông muốn nuốt lời phải không? Tài năng, tài chơi năng. Chơi đi, chơi đi. Chơi luôn. Thôi, dân rượu rồi đó. Dạ, dạ. Nghe kỹ rồi. Ôi nghe. Ôi nghe. Ôi nghe. Đó, tụi rap nó phải vậy đó. Rồi, sao vậy? Nó đứng cái tướng này nè, rồi nó cứ chỉ chỉ người ta. Chỉ làm gì? Nó chỉ người ta, nó sợ người ta quăng dép, nó phải chạy chỗ khác. Tụi đang... Bà hiền quá bà. Tụi đang chơi một điều vậy. Rồi. Tình này như nước con sông dài, con nước về cho cây trái đồ bông. Hiểu không? Yeah, come on, come on. Cây trái đang trổ bông, nó trổ quá trời bông, một người bông. Bà sáng tạo, sáng tạo bà. Bà sáng tạo. Tiếp mình. Còn không? Tình anh như lúa xanh trên đồng, cây lúa chờ ngày mùa đơm bông. Yeah, yeah, yeah. Cây lúa nó đơm bông, nó đang trổ bông, nó trổ một người bông. Wow. Hai đứa hay vui đùa, em canh cò, anh chim cháu mồ côi. Yeah, yeah, yeah. Con sáo nó mồ côi. Tại sao nó mồ côi? Nó chết cha, chết mẹ nó mồ côi. Yeah. Yeah. Bà ơi, trời ơi, bà ơi, con ngại bà ơi. Ủa, anh hát người ta đâu có để ý, tôi phải nhấn mạnh. Tại sao nó mồ côi? Nó chết cha, chết mẹ, nó mồ côi. Cái gì? Cái gì đây? Hay quá. Lên hoài, lên hoài, lên hay quá. Hôm nay thì tôi mới thực sự hiểu rõ cái bài chim trắng mồ côi là cái nội dung nó như vậy. Tội nghiệp con chim nó quá thông minh. Chim nó chết cha, chết mẹ. Ờ đúng rồi đó, anh thấy là dịch lại cái lời hát của anh thôi. Nhưng mà dịch vào một cái phong cách hoàn toàn khác. Như vậy là cái thử thách ngày hôm nay của chúng ta ở hội quán Tiếu Lâm đã được hai cho con Hoài Linh và Hoàng Rapper vượt qua một cách ngọt xớt. Một tràng vỗ tay thiệt to nào. Mặc dù Hoàng Rapper chưa ăn được món ăn nào hết, khán giả cũng chưa thưởng thức được một cái món ăn nào, nhưng mà với những cái tiết mục cũng giống như là một cái hội quán âm nhạc như thế này thì ngày hôm nay chúng ta đã có một cái buổi thật là no nê. Vì sao chúng ta cười thoải mái, cười thả ga, cười no nê đúng như tiêu chí của chương trình Hội Quán Tiếu Lâm. Một tràng vỗ tay thật to cho tất cả các nghệ sĩ của chúng ta nào. Anh chủ quán thân mến, ngày hôm nay anh gặp cái anh chàng trẻ này là giờ anh thấy sao hả? Anh thấy cái anh chàng này nè có xứng đáng được làm con rể của anh không, với cái tài năng của anh ấy? Sau khi qua nhiều thử thách thì cảm thấy là rất xứng đáng làm rể. Tôi nói anh nghe, tại gia đình tôi đàng hoàng, ăn ở có trước có sau. Chứ thiệt sự anh không gả rồi anh cũng hối hận. Sao vậy? Bị nó có chữa rồi. Sao bà biết? Bạn đã được cha của bạn giải cứu khỏi tình huống nguy cấp này rồi. Bây giờ thì bạn hãy quay trở về nhà của mình, bởi vì sẽ còn một cái phần thử thách nữa. Mà lần này thì bạn sẽ có cơ hội thử thách ngược lại với gia đình của chủ quán. Ha. Suy nghĩ là những cái trò này đó, nó quái quăm nhất, nó nghiệt ngã nhất để mang tới cho hội quán Tiếu Lâm. Mời bác. Dạ, cảm ơn rất nhiều. Cái quán ăn của chúng ta ngày hôm nay nó có một cái chương trình âm nhạc thiệt là vui. Ừ. Vui mà sao cái mặt kỳ vậy? Tất quá. Tập tạ mệt. Bởi vậy mới thấy là chủ quán của ta quá khỏe, vừa tập tạ vừa hát được rồi vừa đàn được nữa, quá tuyệt vời. Còn bây giờ thì chúng ta hãy chuẩn bị tinh thần để ứng phó với ba vị thực khách của ngày hôm nay. Họ sẽ quay ngược trở lại quán chúng ta để đưa ra những tình huống hóc búa nhất. Nào, bốn thành viên của hội quán Tiếu Lâm chuẩn bị sẵn sàng để nghênh chiến. Yeah. Chuẩn bị. Nghe nè, cái này đàn kêu được không vậy? Dạ kêu nè anh. À, cái này để dành cho mấy em ở trong nhà trẻ nó chơi nghe. Dạ. Còn chúng ta lớn ở trơn trọi rồi chơi này không có được đâu. À, chúng ta đã quay trở lại với lại hội quán Tiếu Lâm
Nào bây giờ tất cả chúng ta hãy chuẩn bị sẵn sàng. Đây là cơ hội để chúng ta phục thu. Một cây làm chẳng nên non, ba cây chụm lại quậy banh cái quán luôn. Yeah. Vũ khí tước ra. Sẵn sàng chiến đấu. Vô. Vô. Quay mặt lại. Chuẩn bị. Cánh cửa của hội quán Tiêu Lâm. Mở ra nào. Sợ sao còn trở lại nữa hả? Dạ thưa ba, theo như đúng lời của ba con dặn là chỉ cần ba vợ tương lai của con đối xử tốt với con, ba của con sẽ đem do trứng ngà gà trứng sừng trâu cái gì đó đem qua để hỏi cưới con gái của ba. Trứng sừng trâu ngoài phu hả? Không, nói chung là gắn cái sừng mà bằng vàng 4 số 9 đó ba. Nói chung mà ba con mới ba được vụ bơ bán được nhiều tiền lắm. Chứ còn ba đối xử tốt với con là tự nhiên sẽ có nhiều sinh lễ hả? Nói chung là nói nhiều quá, bây giờ muốn cái gì? Được rồi, bây giờ các con muốn cái chi? Thì ba con dặn hôm nay dẫn bạn bè qua đây qua quán mình để thưởng thức ẩm thực. Bên cạnh đó là coi thái độ phục vụ của bên quán mình như thế nào. Thế thì mọi người ăn cái gì nè? Ăn cái gì nè? Quán đại ăn cái gì nè? Bạn thích ăn sơn hào hải vị, con cũng vậy. Đúng rồi, con cũng vậy đó. Sơn hào hải vị. Sơn hào hải vị, lấy cái chùm. Trời ơi, không ai mời khách ngồi hết. Trời ơi, vô không ai mời khách ngồi. Lấy đây. Ghê. Đâu. Ê, bà sơn hào hải vị. Và trước ba mình nói là đi nhà hàng cao cấp là có người tới massage cho mình nữa. Cái này là rau củ quả mà chứ phải trái cây. Nhưng mà ba em lại nói là trong những nhà thiền xịn là lúc nào cũng có người thử món ăn cho mình trước khi mình ăn á. Dạ. Kính lão đắc thọ. Dạ. Ai vậy? Dạ. Dạ đây. Ở đây ba là mình sẻ nhất đó. Ở đây ai lớn tuổi nhất? Dạ. Đây. Dạ. Bác thử chứ. Thử à? Dạ. Bác có thể ăn bằng miệng hoặc bằng mắt cũng được. Dạ, là cắn vô trà như thế. Củ hành nữa hả? Ăn hành này xong về chắc nghỉ luôn quá. Ngoài quá, quá, quá. Trời ơi, hành phí quá trời. Cái này chưa biết đồ ăn nữa hả? Hành phí à. Ăn thử miếng không? Trời, cái này đẹp gì? Ăn nhiều quá bác ơi. Cái gì đó? Dạ đây má. Dạ thử con cái này. Trời ơi, cái này tốt. Sao đâu mà tốt. Tôi mở trong máu mà luôn. Tốt cho sức khỏe. Ăn luôn vỏ nó mới có chất rồi. À vậy à? Dạ. Công nhận nhà này ngộ ghê luôn. Đó là chi quy ẩm thực. Hay quá. Vậy cảm giác bây giờ làm sao hả? Bình thường. Ăn mà sao khóc quá vậy? Không có còn phỉ. Con nghe cái mùi gì ở đâu đây á? Nó thủng thủng thoang thoảng đâu đây. Mình là gia đình mà. Đúng rồi. Thôi hay quá. Ý da. Bác ơi, con nghe nói quán mình có biểu diễn văn nghệ rất hay để góp vui những món ăn của mình. Bây giờ nhà quán không có chủ. Con nữa không? Dạ. Bác ơi, như là chúng ta đã được biết với những hình thức như là múa cột, múa lửa, múa lộn, múa lửa. Hôm nay bác có thể múa lửa cho con coi được không? Sao tao làm hoài vậy? Bữa nay live show của ông chủ rồi. Mình em mình giống như hồi đó mình hay chơi bên đũa cái gì đó. Dạ, một bó đó bác. Dạ, cho miếng music nè. Dạ. Mình đang đi. Ở đây. Bây giờ bạn cứ tưởng tượng bạn đang đến với một khu rừng nguyên sinh. Ở đây có một bộ lạc rất là hiền. Bộ lạc ăn thịt người. Giới thiệu với bạn đây, nữ tù trưởng của bộ lạc. Nữ tù trưởng này có sở thích rất là nhẹ nhàng và êm ái, thích cắn bất cứ người nào đứng gần. Thử một cái thôi.
bạn yên tâm, hôm nay bạn sẽ có nhiều dấu răng trên người lắm đấy. Đây, con gái của nữ tù trưởng có sở thích rất là dễ thương, sở thích rất là hiền lành, sở thích rất là trang nhã, sở thích rất là ngoan ngoãn, sở thích hôn trai đẹp. Trời ơi, tôi không phải. Đây, giới thiệu với bạn. Đây. Cái gì vậy? Sao cái môi rung dữ vậy? Cái gì mà như muốn cạp vào mặt tôi vậy? Giới thiệu với bạn, đây, nữ tù trưởng của bộ lạc luôn. Hai cái đầu thấy tóc dài quá, tưởng nữ tù trưởng. Đàn ông hả? Ừ, đây, đàn ông giống nữ tù trưởng đây. Người đứng đầu bộ lạc ăn thịt người. Còn đây là nhân viên phục vụ của cái bộ lạc này. Cần gì, thắc mắc gì, cứ yêu cầu, anh ấy sẽ dễ dàng đáp ứng cho bạn. Chúc bạn bình an với cái bộ lạc ăn thịt người này nhé. Còn bây giờ thì tôi phải đi trước đây. Thực đơn ở đây có bánh nước, bì quán, thịt lớn, bún bò Huế, bún bò lạc mà. Cơm tấm. Món ăn nào? Món ăn nào? Ủa sao không có đặc, không có đặc sản giống như thú rừng hay là thịt? Thú rừng tàn hết rồi. Thôi vậy cho ăn cơm tấm. Dạ. Hết rồi. Cơm tấm. Đây nè. Ủa này bánh nước. Thôi, làm từng món mất công lắm. Ăn một lúc luôn đi. Cái tô này là mì quảng, cơm tấm, bánh ướt, bún thịt nướng, ăn có hết. Đầy đủ hết, ăn hết. Ăn mà no tới chịu luôn á. Ăn này bị đau bụng. Không không không, không, không ăn là tụi tôi ăn thịt luôn á. Không ăn là tôi ăn thịt đâu luôn á. Ăn đi, ăn đi. 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 Ăn đi.
nước, bình thường, nước. Ăn cho hết. Rồi thôi, được rồi. Phải ăn cho hết. Phải ăn cho hết, mới ăn thịt luôn á. Lưng lại 5 phút selfie đi. Trời ơi. Facebook. Rồi ăn tiếp. Lên nhiều lên, nhanh lên, nhanh lên. Không thèm lắm hả? Không thèm lắm hả? Qua đây ông ăn tôi nè. Không thấy hả? Chân cẳng hai cha con giống nhau không? Chỉ có nó cao hơn tôi. Sao ông mặc kỳ cục vậy? À, tôi không sống ở trong rừng như các người. Tôi đã đi khắp nơi. Đây là những món quà mà các bạn ở các nước khác tặng tôi. Món quà này là tôi nhận từ Los Angeles. Đôi dép này cũng an nhưng mà là An Giang. Con à, bữa nay sinh nhật của con, tại sao con lại đến đây? Sinh nhật là phải đi du lịch. Trời ơi, con đi sinh nhật, con đi du lịch, con phải đi những nơi khác, tại sao con đến những nơi này? Con nhưng mà được. Cảm ơn tù trưởng đã tổ chức sinh nhật cho con tôi. Cảm ơn bà tù phó. Cảm ơn các người đã tổ chức sinh nhật cho con tôi. Cầm cái bánh kem lên đi con. Con à, theo lệ của gia đình mình thì sinh nhật con, biết bao nhiêu năm nay cha đã tổ chức cho con, tất cả những người dự sinh nhật hôm nay đều phải được ăn bánh kem như con đã ăn. Con cầm cái điện thoại chụp hình cho ba. Là ba mời, ba mời phù trưởng. Bây giờ đi học lắm. Không có cái chuyện cái gì đi học đâu nha. Né ta kéo cả bộ lạc tới là mệt đó. Ăn như con ta đã từng ăn đi. Chồng bà đã ăn được thì bà cũng phải ăn được. Mẹ để tự xử cho bà phải ăn nhiều để chúc phúc cho con ta. Nó mới vừa tròn 18 tuổi thôi, tuổi vị thành niên, bà phải ăn nhiều. Chụp hình đi con, chụp hình đi con, chụp hình cho cha đi con. Một, hai, ba. Còn cái con bánh bèo kia. À, chụp hình, chụp hình, chụp hình. Ra đây, đây, đây. Đừng có nấp nữa. Ăn đi, ăn đi. Ăn giả con trai ta nhỏ. Đây là bánh sinh nhật còn đây nữa. Đây là những đồ mà đãi sinh nhật của các người. Ông bà ta nói không biết có đồng hay là không, cho nên mời tù trưởng ăn giùm tôi một miếng. Sao là ta? Ăn đi, ông là tù trưởng. Mày thúc quá. Rút vô. Cảm ơn các người đã tổ chức sinh nhật cho con ta. Chúc các người vui vẻ,
ta phải về bộ lạc của ta để tổ chức sinh vật hoành tráng hơn, to lớn hơn, bởi vì nó sẽ là tù trưởng tương lai. Thưa quý vị khán giả, chúng ta vừa đến với một cái bộ lạc mà xảy ra một cái tình huống không ai ngờ hết. Cái bộ lạc này tổ chức anh sinh nhật cho anh chàng kia, nhưng mà không ngờ nữ thần kia xuất hiện. Nam thần với nữ thần. Hồi nãy á, mình còn thấy là nữ thần, nhưng mà sau khi đi về vậy xong tôi không luôn là má của nữ thần luôn. Nói chung là một tình huống rất là vui nhộn mà cái bộ lạc này đã mang đến cho tất cả chúng ta, cùng với sự góp mặt của Quang Đại và Nam Thần Hoài Linh. Em có yêu cầu. Yêu cầu gì nói? Yêu cầu là giờ muốn quay qua ôm của mấy. Ta đã có vợ. Yêu làm như vậy. Đại, khi mà hôm nay bạn vô đây bạn được ăn nhiều món ăn như vậy thì bạn cảm giác như thế nào? Ngon miệng chứ nhỉ? Không, đầu tiên là em cảm thấy sợ. Là em sợ là bao giờ từ đây bây giờ sau là em sẽ không bao giờ có sinh nhật nữa, tại vì mỗi lần sinh nhật là em cảm thấy mệt tới rồi. Quá phiền và em sợ, rất là sợ đi du lịch nữa. Tại bây giờ là hồi xưa giờ em chưa bao giờ đi du lịch sinh thái, là bây giờ em sẽ khẳng định là em sẽ không bao giờ đi du lịch sinh thái. Du lịch sinh thái cũng có tùy chỗ chứ. Vậy là phải đợi cha dẫn đi. Đúng rồi, đi theo cha đi câu cá. Xin cảm ơn tất cả các nghệ sĩ đã mang đến cho chúng ta một bữa ăn sáng thật là ngon miệng, thật là hoành tráng. Xin chào tạm biệt Quang Đại và Nam Thần Hoài Linh nha. Cái quán ăn của chúng ta hôm nay có một cái phong cách hoàn toàn khác, nhưng mà nó thiệt, cái phong cách này nó mất vệ sinh quá luôn đó. Nhìn như vậy là ai dám ăn bánh sinh nhật nữa đó. Bây giờ thì thời gian buổi sáng nó không còn nữa rồi, đã đến buổi trưa, mà buổi trưa thì người ta cần ăn cái gì đó nó chắc bụng hơn, cơm chẳng hạn nha. Và sẽ có một vị khách buổi trưa đang chuẩn bị đến với quán của chúng ta. Nè, chúng ta chuẩn bị thay đổi phong cách của quán để chào đón vị khách buổi trưa. Không biết sao nước đổ quá. Thì tại bây giờ Phương đang chuẩn bị để được vào hậu quán thứ năm. Có những người chủ quán rất là dễ thương. Không biết vào đó thì các bạn hãy ủng hộ Phương để cho Phương có thể sinh hoạt tốt hơn, để mình có thể có bữa ăn trưa là thoải mái nhất, thoải mái nhất. Trời ơi trời. Chào tới mai luôn cũng được nữa. Trời ơi, bạn ơi, bạn đi đâu dạ dễ thương quá à. Đi ăn đó. Tên gì dạ? Mình hả? Mình tên Nhỏ Phương. Gì cho Nhỏ Phương hả? Không có nghe nhỏ. Tên là Nhã Phương. Hết hồn. Nghe không rõ, mình tưởng bạn tên là Nhã từ xưa. Mà thích ăn món gì nhất nè? Mình thích ăn nhiều thứ lắm. Sơn hào hải vị, cái gì mình thích ăn hết trơn á. Thôi, con nít mình đừng thích ăn sơn hào hải vị, tốn tiền ba mẹ lắm. Thôi, nhưng ba mẹ của mình giàu lắm, ba mẹ mình cho mình ăn cái gì cũng được hết trơn á. Trời ơi, người ta kêu bạn là sẵn trang sẵn gì cũng được vậy á. Chẳng xa hiểu không? Dạy, cô giáo nói con nít không có được nắm tay nhau, con nít chỉ có ôm nhau mà thôi đó. Sao bạn ơi, bạn là ai hả? Ôi trời ơi, sao bạn ơi, sao bạn là một cô gái dễ dãi hả? Không, bạn không thấy biết là ai, bạn cũng nhào vô, bạn nhào cho bạn ôm nhiệt tình vậy đó hả? Phải, Tân Nghĩa, bạn của em, đầu óc không bình thường. Hết không? Không có đâu. Không lẽ bạn không nhận ra mình hả? Mình là Nan nè. Nan hả? Em là cô Nan. Sợ bằng lắm hả? Mà người ta nhìn em thì giống cái mực Nan hơn. Dạ đúng rồi đó. Anh Nghĩa, bên đây em muốn dẫn bạn em đi vô trong này để ăn.
đi ăn hả? Mà bây giờ mình hỏi mấy bạn là bạn thích ăn món gì, trong đây có đủ món hết trơn sợi á. Lan ơi Lan, mình nói là mình thích ăn sơn hào hải vị đó nè. Sơn hào hải sơn gì? Là ở trên núi, hải là ở dưới biển. Ở trên núi có cây, ở dưới biển có san hô, bạn ăn được không? Không được. Không được luôn, tại vì mẹ mình bảo mình là mình bị bệnh tim nên là mình chỉ được ăn trái cây thôi, chứ không được ăn mấy cái khác đâu. Nên là mình đồng ý. Ăn trái cây hả? À, có nhiều chất xơ là tốt à. Yên tâm đi, mùa này là mùa trái cây nhiều nhất. Mình sẽ dẫn bạn xuống Bình Phước ăn trái cao su được không? Trái cao su là trái gì ạ? Bạn ơi, nói nghe nè. Bây giờ thì mình biết rằng hai người là bạn thân với nhau. Bạn kia không có được bình thường, còn bạn cũng không hề tỉnh táo. Dạ đúng vậy, dạ. Em mới chơi với nhau hả? Vậy thôi bây giờ nắm tay nhau vào trong hội quán Tiểu Lâm để mà ăn trái cao su nha. Cảm ơn đại nghệ. Cảm ơn đại nghệ vui vẻ. Bây giờ là buổi trưa rồi. Buổi trưa, thời tiết nóng nực. Cẩn thận cái quán này đó nha. Dạ. Hội quán mở cửa. Chữ lót của chú là gì? À chú, chữ lót là chữ Chí. À dạ, là chú Chí Tài. Tại cái này là cái quán mà, chứ đâu phải chạy hòm. Nếu chạy hòm là chào chú Quan Tài rồi. Mà sao không nhìn phải giống như là chú hồi đó có ban nhạc phải không? À đúng rồi con. Chú ban nhạc là Chí Tài Brother đó. Được hả chú? Con thích nghe nhạc lắm đó chú. Anh Tài cho con nghe đi. À được, được. Alo, con anh Lẹo. Biết mong Lẹo tăng được à? Đi làm nè. Không biết. Anh ơi anh bay thải, bay thải nè hả? Nó Campuchia mà. Campuchia. Nó à. Đi mừng mời đi mừng thải cái nè. Hả? Campuchia. Nón à. Hả? Trà Vinh. Bà mẹ mày Trà Vinh thì nói tệ đại tiếng Trà Vinh cho rồi đi. Không nghe cái gì hết à. Được rồi, mình tới liền. Chú Tài, bây giờ con phải đi dò thám một cái tin này rất là ghê gớm. Con phải đi phá một cái vụ án này. Con gửi bạn con ở lại. Không được đâu, không được đâu. Bỏ Phương. Không, Phương phải ở lại đây đi. Quán này rất là dễ thương. Mình đi điều tra vụ án này xong mình sẽ quay lại với Phương nha. Thiệt không? Thiệt. Móc méo. Móc méo. Chúc mừng Phương. Ráng ở lại đây bảo trọng nha. Mình nghĩ không ai dám đụng tới Phương đâu. Thôi nhìn Phương như con chó đốm, ai dám đụng. Quán này á là quán của anh là đặc biệt lắm nha. Dạ. Bây giờ bạn đi rồi đó thì cứ em ngồi đây đi. Không bên này được không ạ? Ngồi bên nào cũng được hết á. Dạ. Nhưng mà con thích cái bông hoa màu vàng bên kia kìa. À, em muốn cái nào cũng được mà. Dạ. Tên Phương phải không? Dạ, tên Phương. À, nãy là có bạn ở đây thằng ta xin vậy cho nó đỡ kỳ, chứ bây giờ xin anh em đi cho nó đỡ kỳ. Đúng rồi đó, mẹ con dặn con là khi nào gặp người lớn tuổi hơn là phải xưng con xưng đàng hoàng, phải xưng lễ phép, chứ còn con ăn nói bậy bạ. Con nhìn chú vậy mà con gọi chú là anh chú đó. Đâu trời ơi, cứ ngồi xuống đi nha. Ở đây trước khi đi quên dặn Phương rồi. Ở đây á mình không có ai quen. Để mình qua mình nói bên này một tiếng nha. À con, gì đó? Dạ chú Tài. Con gửi bạn con ở lại đây phận cha chú. Chú lo cho bạn con giường. Cha chú nha, nhớ cha chú nha. Thấy chưa chú? Còn nhỏ nó biết cái gì? Không, bạn con như vậy thôi. Bạn con hả? Không có nhỏ đâu, bạn con thông minh lắm á. Bạn con ngồi đây đi nè. Năm nay bao nhiêu tuổi rồi? Dạ con năm nay 10 tuổi. Cái gì?
10 tuổi hả? Dạ. Trời ơi, 10 tuổi sao lớn dữ vậy? Trời ơi. Dạ. Chắc là dạ, ở nhà uống sữa hả? Không có. Mẹ con hả? Mẹ con cho con ăn Xuân Hào hải vị không mà. Ồ, nhà khá giả quá. Dạ, nhà con ngầu lắm. Ủa, con nói cho, con nói cho chú nghe nè. Chú, nhà con hả? Con, dạ? Anh em đi trời ơi. Rồi rồi, nó nói cho anh nghe không coi. Không được, hồi nãy bạn con có dặn cho nó đi. Con nữa. Nó đi rồi, nó đi phá án rồi, anh nhầm gì. À được rồi, thôi được rồi. Hả? Sao chú cứ cầm tay con vậy? Tại vì đây lạnh quá, sợ con bị bệnh đó. Dạ không, con nóng quá trời luôn á. Giữ ấm cho nha. Ôi dạ. Thôi bạn con ở ngoài, bạn con mà thấy là à, thôi được rồi, thấy vậy rồi. À bây giờ vậy nè. Nãy con nói là con thích nghe hát đó phải không? Dạ. Bây giờ để anh hát cho em nghe. Anh hát cho em nghe. Không được đâu, chú phải xưng chú với con. Chú mà xưng anh với con là con đi về luôn á. Mẹ con nhận con kỹ lắm rồi. Mẹ con nhận con hả là được rồi, được rồi. Phải lễ phép. Được rồi, cái danh xưng không sao. Được rồi, được rồi. Dạ. Bây giờ chú hát cho em nghe nha. Hả? Nè, nhưng mà chú hát mà con đứng yên thì nó không có vui đâu. Dạ, bây giờ chú hát mà em diễn theo cái lời chú hát nghe. Diễn theo hả chú? À, nghe. Trời ơi, sao nhìn em giống y chang người yêu cũ quá. Có thiệt. Đúng lắm. Đúng từ cái mày, cặp mắt, cái mũi tới cái môi, tới cái dáng cũng giống nữa. Bây giờ anh mượn em để anh nhớ lại cái chuyện tình lúc anh còn đi học. Dạ. Hồi còn trung học đó. Dạ. Ừ, nghe. Ba ơi. Cái gì ba? Ba ơi ba. Cái gì? Ba không nhận là con à. Sao? Ba không nhận con hả? Hồi nãy ba nói anh mất. Nhưng mà con giống người yêu cũ của ba mà không nhớ tên người yêu cũ ba là ai à? Em giống con, em biết không? Để cho anh hát cho em nghe. Nghe. Tuổi hồng thơ ngây từ mái trường, ông thơ đã đi qua rồi, để lại trong tôi một nỗi buồn nói lên tiếng yêu lặng thầm anh dành cho em. Xưa chúng ta chung trường cùng nhau kết hoa ước hẹn, mà nay bỗng dưng em lại bỏ quên hoa, quên đi tình tôi, em vội ra đi không ra từ nói lên tiếng yêu lặng thầm tôi dành cho em. Quá hay quá à. Con thích ba lắm á. Mẹ con nói hả là ba con là ca sĩ, ba con hát hay lắm luôn á. Ba con mở cùng nhà hàng to là to luôn. Em cứ nói ba ở đây hoài, anh đã nói rồi, em giống người yêu anh mà, thấy không? Bây giờ vậy, một miếng nước hồi nãy giờ chắc em đi đường khác rồi đúng không? Uống một miếng nước đó. Uống cái này xong em sẽ thấy được cái tình cảm của anh đối với em như thế nào. Uống đi nha. Nước này nước gì vậy? Nước giải khát, nước đặc biệt trong quán của anh, hậu quán Thiếu Lâm. Yên tâm, rất vệ sinh. Nước đặc biệt thì phải có tên. Tên cái gì? Tên rót là ly, mà tên cái gì? Nhưng mà tại cái nước không này phải nó màu gì đâu, vậy? Anh tự pha chế cái nước này cho em. Uống đi yên tâm nha. Nhưng mà cái nước này nó có màu gì á? Nó không có giống màu bình thường. Cái màu đại đại nó là không phải là nước lọc mà. Nước này là nước chính tay anh pha chế cho em. Em uống đi. Uống đi đó. Hàng xóm là kêu uống mày yên tâm. Dạ. À, sao? Hay sao? Con sao con bị cái gì? Mẹ dặn là con bị bệnh tim. Bị sao? Mẹ dặn thiếu nước lọc con ơi. Cái gì? Trời ơi. Hả? Cái ly nước tôi để đây tôi làm chuyện mà ông lấy ông cho thằng nhỏ uống vậy. Ngồi vậy con. Nước gì vậy? Ngồi vậy con, nước nước uống nước vô con. Ừ. Nước nó khó uống lắm phải không? Sao? Con trả lời
bình thường rồi. Cái nước này khó uống lắm đúng không? Dạ nó chua lè à. Đúng rồi, đâu phải nước đó đâu phải để uống đâu. Dạ chị. Hả? Nhưng mà cô là ai vậy? Vợ anh. Cô là bà chủ của cái quán này. Vợ. Vợ. Sao? Ủa thái độ vậy là sao? Sao? À, vui quá. Mà nở lùm nè, mà ba mổ mẹ con mà yêu cái bà này hả? Bố em làm gì hả? Nhìn cái mặt là thấy không có bình thường rồi. Dạ. Nè. Đem cái ly nước ra giải cứu thôi. Nha. Bây giờ tôi đi công chuyện. À. Ở nhà coi chừng quán cho cẩn thận nghe không? Nghe không? Dạo này á là tôi thấy ông ngán ăn cơm lắm rồi nha. Chuyển qua ăn cỏ non. Quá. Ta kêu dâu già giọng cỏ non đó nha. Ở đây giữ quán cẩn thận nghe không? Còn con tới đây con ăn uống gì thì con cứ gọi nghe không? À, ở đây món gì cũng có hết trơn á. À. Mà ở nhà là cũng cẩn thận nghe không con? Ở chậm nghe không? Ơi ba, gì vậy? Ủa nói gì vậy? Tự nhiên bảo trọng là sao ba? Cái bà này ba không có tên bình thường. Người làm trong nhà của anh. Không xin ba đó. Bà cứ mỗi ngày bà bận đồ đẹp đi ngang. Bà cứ nói bà là vợ anh hoài, em đừng có nghe lời. Ủa, nghe anh mà nói đẹp vậy? Có chuyện có quan bên đi. Bây giờ vậy. Bây giờ uống xong rồi, anh sẽ mời em ăn một cái món rất đặc biệt. Quán của anh nha. Là à, anh mang cái này vô em sẽ thấy là cái khoai ở quán anh nó luộc rất là mùi vị ngộ đặc biệt rất là lạ, nhưng mà không phải mình ăn không. Ủa, ăn không mà, thì bình thường ba ơi, bạn con nói với con ở đây bán sơn hào hải vị không à, không có bán mấy cái này đâu. Ơi cái đó là dĩ nhiên là quán này là có đúng không, nhưng mà ăn cái này đi. Trời ơi, em ăn cái này đi em sẽ thấy được cái khoai lang đặc biệt của anh. Ba ơi, cái này là cái gì vậy? Nước mắm. Trời ơi, khoai lang mà chấm nước mắm mới lạ. Thiệt hả ba? Anh ăn gì tiếp mà người anh nó vậy nè đó. À, vậy thì ba ăn một mình ba đi. Ông bậy, em đi ăn. Ủa, con không ăn đâu, tại vì con không muốn người con giống như ba. Em phải ăn một miếng đi, trời đất ơi. Em yên tâm đi, nè, anh ăn trước cho em coi nè. Đó, thấy không? Nó bình thường. Thấy không? Bà con ở đây là cứ ghé em á, là ăn món này bình thường nha. Rồi, ăn miếng này nha. Ừ. Đó. Ăn miếng nước rồi. Ăn cái này. Thôi. Băm nè. Ôi, ba hàng xóm ba cười quá à. Con thích ăn rồi con ăn với hàng xóm, nó mất con ăn ngoài. Hàng xóm này là ba người. Bà con của ba là ăn cái này nè. Giỏi nè, đó. Ngon không? Thấy chưa? Thấy chưa? Ngút vô nha. Nếu con thấy mà chưa đủ mùi con uống vô này đi. Đó, ăn hết rồi, hai củ đi ha. Thôi con với ba ăn chung đi. Rồi, đó, ba ăn chia đôi, chia đôi. Để ba đút cho con ăn, có tình nghĩa chứ. Không được đâu, con để con báo hiếu cho ba chứ. Bữa nhỏ giờ con chưa việc ba chứ, chưa được thấy ba. Cái sưng ba hoài, khổ quá, anh nói em làm anh bị liễu sưng ba với con nghe. Đây này, bỏ xuống. Nhưng mà ba quên mất con rồi hả? Đối với anh bây giờ, trước mắt anh bây giờ, chỉ có em. Ăn miếng nữa đi, nha. Khỏi cần lọc vỏ luôn. Ăn đi, bà con kêu kìa. Ăn đi mà, giỏi. Nó còn yêu thương không? Đó. Tình yêu mà nó thấy sâu đậm như vậy. Ăn con mong không đâu. Thôi, được rồi. Ăn cái đó mặn quá không? Uống miếng nước đi nha. À, để ba chờ chút xíu. Nó tình cảm vô nó không biết. Uống đi. Con, ba vừa làm cái gì vậy? Cái khăn ba lau mà hôi ấy mà. Không được rồi. Má dặn con hả là đi ra ngoài đường ăn uống á không được hả, ăn lung tung, ăn uống bậy bạ, nhưng mà con thấy nước này là nước ngon rồi. Em có nghe gì không? Em có nghe nhạc gì không? Em cứ tưởng tượng đi, chúng ta đang đứng trên con tàu Titanic, gió thổi lồng lộng, tàu lắc qua bên trái, lắc qua bên phải, có chừng. Ba ơi ba, chim nó bay, chim bay làm bậy,
Con thích như vậy nè. Rose, Rose có nghe lời của Jack nói không? Quá rồi. Trời ơi. Không đâu. Tàu, tàu đi ngang núi lửa. Đâu, núi đâu. Lửa đâu năm? Con năm bé qua. Sao? Năm qua. Cởi áo đi. Hả? Nóng quá ba. Nước. Nóng. Thôi khỏi đi, khỏi. Tắm đi ba. Đi qua đầu núi lửa rồi. Hả? Trời ơi. Trời ơi, qua đầu núi lửa rồi. Tôi tặng băng, lạnh quá. Lạnh quá. Anh lạnh quá. Lạnh quá. Em có lạnh không? Không con. Anh lạnh quá rồi. Khoan, chết, tàu kim. Tàu kim rồi, em ơi. Rô à, bơi đi. Bơi đi, tàu kim rồi. Bơi ngựa đi. Đúng rồi, chú bị gì vậy? Hồi nãy con ở ngoài kia. Đứng im. Trời, hồi nãy con ở ngoài kia, nghe chú lạnh lắm hả? Chú nằm xuống đi. Trời ơi, chắc xuống gió rồi, đưa con cạo gió cho. Đúng rồi. Cạo gió. Cạo gió. Cạo mạnh lên. Cạo cho máu về thôi. Trời ơi, không nổi. Chặt lên huyết áp, trời ơi chết rồi, sợ là chạy lên huyết áp rồi. Ba, cho uống nước chanh, bỏ nước chanh vô. Chỉ có cô thôi, cô mới cứu chồng cô được. Cô ngồi lên, cô giậm đi. Ngồi lên, ông giậm đi. Thường thường á, ổng mà bị vậy chỉ cần hô hấp nhân tạo chổng là được rồi. Là ổng tỉnh liền. Có nước trắng không? Con phun vô là tỉnh liền. Dạ, biết không? Trời ơi, tại sao mà nói không có nghe vậy? Phun nước, phun mạnh vô. Tỉnh rồi. Nam ơi, tỉnh rồi. Ôi mừng quá, tỉnh rồi thôi. À chú ấy đã tỉnh, mình đi về. Chú anh không được. Rồi, xin mời. Cô hai bạn nhỏ đứng đây, Trời ơi tội nghiệp ông chủ quán của tôi quá. Thôi mà cũng cho vừa á, cho vừa trâu già mà khoái gặm cỏ non. Thành ra là cuối cùng là bị giống như là bị ông đâm lưng ông. Anh cứng quá, em cứu anh không có được. Ông nói là rất tội nghiệp cô bé Nhã Phương này, vô đây đã bị ông chủ quán hành hạ đủ thứ hết. Cũng may là nhờ có người bạn trẻ. Người bạn trẻ đã vô giúp cho cô bé Nhã Phương giải cứu được trong cái tình huống ngoái hôm nay. Một tràng vỗ tay thật to dành cho Nhã Phương và Hoài Linh. Anh ơi, sau khi anh được hô hấp nhân tạo, được cứu bằng cái... Lâu đâu vậy? Vòi rồng hả? Cứu bằng cái vòi rồng này xong anh thấy sao? Làm sao chứ không nên ngất xỉu nữa. Phải nói lần sau không có nên mà thả dê mà lạ nữa thì sẽ không có gặp cái trường hợp như thế này. Một cái tình huống rất là ngẫu nhiên, một tình huống thật là vui trong cái buổi trưa ngày hôm nay. Một tràng vỗ tay thật to dành cho gia đình chủ quán cũng như là hai bạn trẻ. Xin cảm ơn. Rồi bây giờ thì về nhà với mẹ đi nha. Đó, thôi bây giờ chúng ta vẫn còn một khoảng thời gian nữa, đó là buổi chiều tối. Nhưng mà nè, đừng có thấy người ta con gái xinh xắn vô, đừng có làm bậy bạ gì nữa, tội nghiệp người ta. Đó rồi, dạo này hết thích ăn cơm, thích ăn cỏ non. Mà sao lạ nha, bữa nay bà chủ quá không có ghen hả? Mệt quá, có con kia không có bình thường kia. Sao tôi thấy ai vô cái quán này cũng đều không bình thường hết á. Mà nặng nhất là gia đình này nè. Thôi bây giờ vậy đi, sắp sửa đón chào thì các
mới rồi, hãy chuẩn bị cho tươm tất, sạch sẽ cái quán chúng ta. Hoặc là chúng ta có thể thay đổi phong cách quán cho nó phong phú hơn để chào đón vị thực khách buổi chiều. Lát nữa đây là mình sẽ phải vượt qua những thử thách như thế nào mà có gây nguy hiểm gì đến tính mạng không, mà thấy mọi người chăm sóc và take care cho mình rất là kỹ. Mà dù sao thì cũng rất mong tất cả quý khán giả sẽ ủng hộ cho những nghệ sĩ khách mời cũng như là những nghệ sĩ gạo cội chủ nhà đang cống hiến hết sức mình để đem lại những nụ cười rất thú vị và bất ngờ dành cho tất cả mọi người. 1, 2, 3, hey friends, let's check this out. Drink up and drink it up, we can say never give up. Drink it up, I drink it up, you drink it up, you drink it up. Shake your sucking drinks up, shake your sucking drinks up. Shake your sucking, shake your sucking, shake your sucking drinks up. Yo la yo la yo la yo. Yo 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 la yo la yo la yo. Yo la yo la yo la yo. Anh em ta là một gia đình là phải nhiệt tình để mà uống hết mình ta cùng nhau sắp sinh. Vì bà khá ép bà khá tư, lừa đồ cũng ép sạch thép cũng phải như. Nếu hôm nay đã đông vui như thế thì không say là không về. Nghe nhạc nào anh lắc. Trời, chống mặt qua, chống mặt qua, lắc một hơi là dám lòng ốc luôn á. Biết sao không? Bởi vì mới nghe Hoàng rapper hát một cái bài rất là sôi động, rất là trẻ trung. Mà mỗi khi mà nghe Hoàng hát là không thể nào mà đứng yên được trơn, là phải cứ như vậy thôi đó. Cảm ơn Nghĩa. Nhưng mà nè, nghe cái bài cái gì mà nghe cái lắc vô, lắc vô, lắc vô vậy? Dạ, thì lắc vô, lắc ra, lắc kêu. Làm bài hát để lúc mà mình, những lúc mình vui vẻ rồi ăn uống chung với bạn bè. Có ăn thì có uống, mà uống thì phải cụng ly với nhau. Cụng ly với nhau để cho hết nước còn đá trong đó cái mình lắc kêu. À, vậy là cái bài hát này là Hoàng là chuyên môn đi hát ở mấy quán làng nướng, quán nhậu phải không? Dạ, dạ, mà thường là uống trà đá không mà. Ôi dạ. Dạ. À, tôi cũng thích như vậy, bởi vì tôi cũng không muốn kêu gọi mọi người uống bia uống rượu làm gì. Dạ. Đó, bữa nay là vô cái quán Hội quán Tiêu Lâm nè. Dạ. Ăn uống thoại mái, hát cái bài này rất là phù hợp đó nghe. Dạ. Đây, tôi nghĩ rằng với những cái kỹ năng mà Hoàng có được ngày hôm nay, tôi tin chắc rằng bạn sẽ có thể ứng phó được với tất cả những thành viên trong cái hội quán này. Dạ. Bởi vì cái quán này không phải là quán bình thường đâu nha. Muốn ăn thì bạn phải chịu thử thách. Bạn vượt qua được thử thách thì may ra bạn mới có ăn. Trời, vậy là quán ăn bất bình thường anh. Có không nguy hiểm gì về an toàn thực phẩm không? Yên tâm, bởi vì những cái người thực khách vô trong quán này cũng không ai bình thường hết. Yên tâm nha. Sao em thấy lo lắng quá. Không có gì phải lo hết. Mọi người sẽ cổ vũ cho bạn. À, nào chúng ta hãy cùng quay lại cánh cửa này. Hội quán Tiêu Lâm mở cửa ra chào đón vị khách buổi chiều và rapper. Chúc bạn ngon miệng. Dạ. Nghe. Cảm ơn anh.
cảm ơn tất cả quý vị khán giả đang đến với hội quán Tiếu Lâm. Ngày hôm nay tôi mới thấy rằng ông bà chủ quán này dễ sợ, hành hạ nhân viên hơi bị lố tay. Người ta dày đấy mà nỡ ông nào nắm tay người ta kéo vô rồi bà chủ đưa chân đá nhân viên của mình nữa. Thưa quý vị, đùa một chút cho vui vậy thôi, chứ thật ra là gia đình ông bà chủ này rất là yêu mến các nhân viên của mình. Họ đốc thúc nhân viên của mình làm việc thật là nhanh, gọn gàng, ngăn nắp để có thể tiếp đón những vị thực khách một cách tốt nhất. Mỗi một ngày hội quán Tiếu Lâm mở cửa sẽ tiếp đón 3 vị thực khách buổi sáng, buổi trưa và buổi chiều tối vào đây thưởng thức những món ăn ngon của quán. Ngày hôm nay với trang phục thế này thì có lẽ chúng ta sẽ thưởng thức những món ăn hương đồng gió nội. Đúng rồi. Ví dụ như là cá lóc kho tộ, kho quẹt. Gì nữa? Dế chiên hả? Trời, bà chủ quán này cá tính quá, ăn cái món mà nghe xong là nổi da gà liền lập tức. Nhưng mà những vị thực khách đến đây muốn ăn những cái món ăn ngon đó thì phải trải qua thử thách mà gia đình ông bà chủ quán đưa ra. Và bây giờ xin được giới thiệu những thành viên của hội quán Tiếu Lâm. Đầu tiên ông chủ quán Chí Tài, bà chủ quán Ngọc Lan. Bà chủ quán làm mẹ rồi đó mà nhí nhảnh như vậy đó, trong khi con gái người ta điềm đạm ghê không. Đây, cô con gái của bà chủ quán Dương Cẩm Linh, thấy chưa? Thấy không? Người ta điềm đạm vậy đó, chứ đâu ra bà chủ quán mà nhí nhảnh như vậy. Con gái vậy thì ta chào vậy đúng rồi, thì tôi có con. Ủa? Quy định là có con là chào vậy đó hả? Cái quy định này mới ghê luôn á. Và đây, anh chàng bồi bàn Hứa Minh Đạt. Thưa quý vị, khi mà thực khách đến với hội quán bị thử thách, nếu như mà quý vị khán giả, 20 vị khán giả đang ở đây cảm thấy rằng khó khăn quá, các vị khán giả có thể nhấn nút để mời thực khách bí ẩn xuất hiện để mà giải cứu cho vị thực khách của chúng ta. Còn bây giờ, tất cả nhân viên chuẩn bị phục vụ vị thực khách buổi sáng nào. Tới cái đè tôi ra làm mặt như gì à? Quý vị có biết không, khuôn mặt này quý vị đón tôi coi tôi làm gì? Tôi chỉ đón chắc robot. Có một lời nhắn nhủ, các bạn nhớ coi tiết mục này tôi sẽ làm gì trong hội quán Tiếu Lâm. Trời ơi, ai đây? Ai mà bận đồ siêu nhân mà cái mặt dòm như Ngưu Ma Dương vậy? Anh Tam Thanh đúng không? Đúng, chính xác. Trời ơi, bắt tay anh một cái coi, lâu quá rồi mới gặp anh này nha. Sao tự nhiên bữa nay bận đồ chi mà nó ôm sát rạc cái body vốn không có được đẹp đẽ cho lắm vậy? Thì bởi vì giờ trong đưa mặt sao thì mặt y vậy chứ đâu có không mặc được. Mặc cái bộ đồ này hóp bụng mệt lắm đây. Với lại nè, vô trong hội quán Tiếu Lâm của mình á là ăn uống nhiều nè, mà bận cái bộ đồ này nè là cái vòng hai nó có bao nhiêu là bị tố cáo hết đó nghe. Mình ăn bớt lần chút, ăn bớt lần chút, hóp bụng lần chút xíu nữa nghe, chứ mới công ta nhìn mình ta nói trời ơi bụng bự quá không được nha. Nhưng mà biết vô trọng có được ăn không? Ai biết đâu, mà thường là khách mời vô đó là được ăn đó, phải không? Nhiều khi ăn những món mà mình không hề muốn luôn đó. Trời ơi. Dạ. Gì khủng khiếp vậy? Thì không phải là hù dọa anh đâu, nhưng mà thiệt sự là như vậy. Ở đây không yêu cầu anh lăn vô bếp làm lụi gì hết trơn, trời ơi, chỉ cần anh vượt qua được những thử thách thôi thì biết đâu ông bà chủ quán này sẽ thương tình, sẽ đãi anh một bữa ăn thịnh soạn thì sao. Anh tự tin là chắc sẽ ăn được thôi. Rồi bây giờ thôi cứ tạm gọi là siêu nhân Ngưu Ma Dương đi nghe. Bước vào hội quán Tiếu Lâm. Bye bye. Quà mà chồng đã tặng cho em đó hả? Đúng rồi. Xác coi. Trời ơi. Kiểm tra coi đâu có. Trời ơi, robot. Trời ơi, vợ nha, vợ ao ước có một cái con robot trong nhà để mà vợ chơi với nó đó. À, sao đặt robot ít tóc quá vậy ta? Ủi quá. Tôi đặt tôi nhớ là tóc nhiều lắm mà. Vậy hả? Trời ơi, chồng làm cho vợ bất ngờ vậy, tức là vợ phải kiểm tra con robot này mới được. À. Ê, chồng ơi, nó nghe là sao nó nhúc nhích hoài vậy, nó không đứng yên mà. Đây đây, để mình lấy cái remote này. Bấm cho đứng yên để kiểm tra coi. Đứng yên. Trời ơi. Trời ơi. Trời ơi coi nè. Trời ơi. Ôi, tóc thiệt quá ha. Trời ơi, cái da y như là người thiệt vậy nha. Trời ơi hay quá. Ôi. Xích quá. Chồng, nó xài bằng gì vậy chồng? Hả? Xài bằng pin hả? Xài bằng pin. Xài bằng pin đúng không? Bằng pin. Để coi. Lỡ hết pin sao ta?
Trời ơi hay quá ta. Bà bấm cái gì vậy? Dạ không có bấm, không có hề bấm nha. Không có bấm nha. Chết cha nó bị mát rồi chồng ơi. Lấy lấy lấy. Nó mát rồi. Bấm 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 chồng. Đúng ơi. Trời ơi. Mới vô là đập con đem bể đầu luôn. Mai là có một bộ bảo hiểm không có là đi rồi. Vợ chồng này bị khùng. Ê chồng chồng chồng. Nó nói được chắc nó hát được đó chồng. À đúng rồi. Hay là em thích hát nghe nhạc gì? Nghe đủ thể loại hết đi. Mình thử nó đi chồng. Bây giờ mình cho nó hát nhạc giật trước đi. Nhạc nghe gì? Hip hop hả? Đó. Hip hop. Oh yeah! Sa chu bu chu chu ta. Nhanh lên chồng, nhanh lên chồng. Chồng chồng đổi chế độ, cho hát cải lương đi chồng. Thôi, cải lương, cải lương, cải lương, cải lương. Hát cải lương. Đã từ lâu rồi, ta muốn trở về đấy để thăm thằng bạn cô. Để coi mày có hạnh phúc với vợ của tao không? Với con tao mày có thật giả thật lòng thương yêu chúng hay là tụi mày ghét bò? Thú thật với mày có nhiều để mà thèm vui giá thịt cổ. Chồng ơi, chồng ơi, quyết đi mày để đòi lại nghị hương xưa. Tao đã nhường nhịn tao rồi, tao là một thằng ngu, còn mày trả lại thì mày là một thằng khờ dại. Cho nó ngưng đi chồng, nó qua đây rồi chồng ơi, cho nó ngưng đi chồng ơi. Tan, tan. Trời ơi. Trời ơi. Trời ơi, nhức đầu quá. Tôi đâu có bấm nút vừa hát vừa đánh đâu, vừa hát vừa đánh dữ vậy. Trời ơi, nhức đầu quá. Nhưng mà muốn gì nữa, cái con này bây giờ là phải đem vô ghim điện cho set up lại rồi. Hả? Vậy là thấy không được rồi đó. Đây là phải sửa lại chút xíu rồi chứ. Em thấy gì nữa? Cái gì vậy? Cái gì vậy? Hai đứa bay định đưa tao đi đâu? Hả? Định đưa tao đi đâu? Tắt ông nội mày chứ tắt. Cái gì vậy? Trời ơi, con robot này nó hổn quá à. Nó chửi hoài luôn á. Hết pin. Nó gục ngã rồi chồng ơi. Thay pin đi chồng. Thiều chưa cái dùng mấy tầm ba không à. Chồng ơi, thay pin đi chồng. Thay pin nè, nằm xuống thay pin, pin ở đây nè. Thay pin được rồi. Chồng ơi, nói nghe nè. À, còn cái nắm, tôi nắm rồi chưa vậy? Dừng lại. À, được rồi. Con này phải kiểm soát nó mới được. Chồng ơi, nói nghe nè. Nghe nói mấy con robot là nó phải có sức mạnh hơn người. Đúng rồi. Bình thường á là tôi đi đứng là nó khó khăn lắm. Hay là tôi kêu nó bồng tôi vô được không? Đúng rồi. Chế độ ẩm. Cái gì vậy? Nó không ẩm. Nó không ẩm là làm tôi sợ quá bà ơi. Ê, vậy mua mày về đây để phục vụ tao nha. Chứ không phải mua mày về đây để mày hành vợ chồng tao nha. Cái thay loại pin gì mà sao nó yếu vậy? Cúi xuống nè, cúi xuống thay pin nè. Đó, rồi, xong chưa? Rồi, xong. Rồi, đó. Vừa con nãy thích hát, thích nhảy chồng ơi. Nhảy nữa hả? Mày nhảy hoài vậy? Ẩm đi vô đi. Ẩm, ẩm chế độ. Ẩm. Vừa ẩm vừa nhảy nè. Vừa ẩm vừa nhảy nè. Đi đâu vậy? Ẩm đi đâu? Đi đâu vậy? Ê. Thôi được rồi, được rồi. Được rồi, hay quá mày. Thôi cho nó nghỉ chút đi. Cho nghỉ, 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 nghỉ. Ngồi đây, ngồi đây. Nghỉ, 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 nghỉ. Bây giờ mà có con robot mà nó làm việc hoàn hảo quá. Hay là mình cho cái thằng đi làm mình nghỉ đi. Đạt á hả? Ờ. Đúng rồi. Nó vô dụng quá. Đúng rồi. Ở trong quán mình không làm được cái gì. Con robot này nó đúng tiền hơn. Không bao giờ làm cho vợ vui. Dạ. Yeah. Kêu nó ra cho nó nghỉ việc đi. Rồi. Kêu đi. Đạt. Đạt. Dạ. Đi ra đây. Ai mới chọi rồi vậy? Có chuyện gì vậy ông bà chủ? Tệ. Cái gì vậy? Con bị trội vô đầu tao. Đừng để ai phù hộ cho con, đừng chuyện những kẻ ác. Có chuyện gì vậy ông bà chủ? Nè. À, chuyện là cái gì? Ông bà thấy con ở đây cũng lâu rồi. Chắc là cũng mệt mỏi lắm rồi. Cái này chắc nhớ nhà lắm phải không? Thôi kể từ ngày hôm nay đó,
con có thể nghỉ việc. Có chuyện gì vậy? Con không có chuyện gì. Thôi bà, tôi ngại quá. Bà nói cho trời ơi, nghe đi. Ông chủ, bà chủ, con còn khỏe mà sao đuổi việc con? Trời ơi, thích đi trời ơi, phù hộ cho con. Cái tướng mày vậy mà mày nói mày khỏe hả? Mày khỏe mày đứng thẳng lên cho tao coi coi. Người khỏe người ta đứng vậy nè, không ai đứng vậy. Đó, con thẳng rồi. Chỉ bị trùng cái chân thôi. Bây giờ đứng thẳng cái chân lại nè. Đó, cái tướng mày vậy sao mà mày làm được công việc nhà? Ông chủ bà chủ không phải thương con chứ. Thượng đế ơi, phù hộ cho con đã phục dịch cho ông chủ bà chủ mấy chục năm nay. Khiến bây giờ phải còng lưng như vậy, nở lòng nào nuôi con như vậy. Tội nghiệp không con phải, lắm. Ông chủ bà chủ ơi, hãy dừng lại cho con. Thượng đế ơi, phù hộ cho con. Dạ, đúng mệt quá rồi. Thằng khùng. Gì xảy ra trong nhà mình vậy? Không có gì, không có ai đâu con. Nói cho con nghe, thương con cho nên là mới cho con nghỉ sớm, chứ để hơi ảnh hưởng đến sức khỏe của con. Là ông bà chủ đã tìm được một cái con robot nó có thể làm được tất cả mọi việc. Ai? Rồi. Ai? Nè, đây. Thằng nào bên robot? Đó. Không, nó làm được tất cả mọi việc nên bây giờ không cần tới con nữa. Con đi về, con nghỉ ngơi dưỡng già đi. Nha. Rồi, dậy đi nha. Nghỉ đi. Ừ, rồi. Rồi mình vô và lo. Mình đi bàn tính công việc. Đúng rồi. Lo thu dọn quần áo đồ đạc đi nha con nha. Mày có hơn gì mình ta? Tao tin Đạt, mày tin robot thôi, cuối cùng hai thằng cũng ở đợ thôi mà. Mày hơn gì tao? Mày có gì mày nói, mày tâm sự tao nghe coi. Tao khác mày. Sao khác sao? Mày thì bị chủ chửi, tao thì chủ nể tao. Mày có đồng cảm với tao không vậy, robot? Không. Vậy là mày bất đồng quan điểm với tao rồi hả? Đứng lại! Tao buồn quá, robot ơi. Đứng lại cái gì, cái robot đang cầm trên tay của tao nè. Tao cũng có thể không cần robot. Hả? À. Tao vẫn đi được, nếu tao thích. Mày là con quỷ với con robot gì? Mày ở đâu gài vô để phá hại tao phải không? Tao được một người Việt Nam bào chế ra. Việt Nam mà bào chế robot hả? Thì bởi vì trời ơi, robot ơi là robot. Mày bị cái gì rồi, hèn gì? Mày đúng là robot luôn. Sao mà bào chế ra được robot? Bào chế khác. Sao nói bào chế ra mày? Thì bào chế ra tao. Người ta chế tạo mới ra robot, còn bào chế là nó thuốc uống má ơi. Chế tạo là nó làm theo người đó, còn bào chế làm theo người bào chế. Cái mạch điện trên đầu bị cái gì nữa rồi, hàng gì nó thiếu dây điện qua trời ngay chỗ này nè. Khổ quá. Robot rồi là robot, mày cũng giống như tao thôi mà bây giờ mày lỡ làm tao vậy rồi, không lẽ giờ tao không hại mày. Giật dây điện cái tay ra thụi nè. Giật cái dây điện này ra cụi luôn nè. Giật cái chân ra luôn nè mày. Giật cái chân nghe luôn nè mày. Mày hả? Tao cho mày chết, tao đổ. Cho mày điện giật nhảy xuân lai mày luôn. Vô mát giật, 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 giật cho mày chết. Bấm tùm lum đà la cho mày nhảy tùm lum theo điệu nhạc không nè. Nhanh lên nè. Mày hả? Mày hả? Hay quá. Bấm nè. Bấm luôn nè. Bấm nè. Rồi, cho mày banh luôn. Thôi mày bị giày hư vậy, coi ông chủ bà chủ còn dám đuổi tao nữa không. Ông chủ bà chủ về. Ông chủ bà chủ về. Cái món quà. Cái gì vậy má? Một cái con robot, trời ơi, dễ thương đáng yêu lắm. Kêu nó làm cái gì nó cũng làm hết trơn. Cái đó nó còn hoàn chỉnh. Chủ ơi, chủ, có chuyện con báo cho nghe nè. Cái gì thằng hồi nãy con robot này bị hư tự nhiên á, nó lại nó cầm ly nước nó uống, bây giờ nó mát nó tùm lum tà la luôn rồi. Con robot dễ thương rồi sao phá hư rồi? Không biết, có tự nhiên nó cầm ly nước nó lên nó uống, nó nhảy 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 xong rồi nó hư luôn rồi. Trời ơi, nó chạy nó uống uống nước luôn hả? Trời ơi, nó bắt uống. Mày lấy nước mày chế vô người nó lắm nha. Cái gì có, trời ơi, thường đế ơi, là tao đem con sữa cho con sữa, sữa đó nè, cho con sữa đi. Xuống đây, xuống đây, ráp cái tay xuống đây, ráp cái tay nó xuống đây, điện vô nè. Ừ, điện vô. Như vậy là con bỏ cái chân lên đây, đây đi tôi sửa cho. Đây nè, cái này là dây điện hai cái chân nè, gắn vô.
là hai cái tay nè gắn vô rồi cho Chiêu đứng dậy đi đi đó ráp lại giờ đó Chiêu nó đi đi Chiêu nó đi đi rồi kêu nó đi đi nó đi hết pin rồi trời ơi nó hết pin nó đổ mồ hôi quá trời luôn ở đây chưa tôi nói rồi tự nhiên à con muốn chơi gì nó không con muốn chơi lắm con chưa kịp chơi hết rồi con gái của tao muốn chơi với Nhân ơi con có vậy chơi với nó đi thôi để tôi sửa lại bình thường rồi chơi sửa nó lại bình thường đi rồi 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 khỏe không đứng dậy đi robot nói chuyện được không robot sao không biết đó nó bình thường rồi đứng dậy đứng dậy đứng dậy chơi gì chơi với nó nữa đi cho nó thở một chút đi con bây giờ con robot này phải biết ru em bé nhà em không có em bé bây giờ ru em bé đi ai làm em bé dạ em được à ngủ ngủ đi con ngủ ngủ cho ngon nếu mà con không ngủ ba ngủ trước nghe con à! Trời ơi con robot này nó già rồi nó yếu lắm rồi trời ơi trời. Chơi chút xíu là nó xỉu chơi chút chơi ngu quá vậy trời thôi con muốn con robot này nó nhảy chừng sáu với con trời ơi nhảy kìa trời ơi con nữa luôn hả bước vô đây rồi là biết số phận ra sao rồi đúng rồi ông chủ chế tôi ra chi rồi bỏ tôi bơ vơ gì sao ông chủ không cứu tôi không cứu tôi trời ơi nó kêu cứu rồi trời ơi chơi đã gì hết à vậy đầu tóc bù xù thấy ghê quá vì tôi phải suy nghĩ để chế tạo ra nó cho nên tôi mất ăn mất ngủ đầu tóc nó bù xù. Ông là người bào chế. Cảm ơn bà đã khen đầu tóc của tôi. Đầu bà chắc không bù á. Đầu bà còn ghê hơn tôi đó. Bồ câu nó thấy cái đầu bà nó lên nó làm ổ luôn á. Chào ông. Ông đã đặt hàng cho tôi làm con robot này. Ồ, ông là người... Dạ, tôi là bác học. À, bác học, trời ơi. Dạ. Dạ bây giờ là mới là bác học tương lai thôi 7 năm nữa mới làm bác học. Ủa vậy sao? À, giờ ông là tiến sĩ hả? Bây giờ ông đang là tiến sĩ bác... Không không, giờ nói chung là bây giờ là mới chú học thôi. Ủa sao vậy? Tại tôi có có đứa cháu à. Con của ông anh của tôi à. Tôi đi học rồi tới giờ này tôi đang học nè à. Nó kêu tôi là chú học. Oh. 7 năm nữa con thằng em tôi nó lớn lên tôi vẫn còn học nó đi ngang nó sẽ kêu tôi là bác học. Trời ơi hoang mang quá. Chế tạo này hơi kỳ kỳ rồi đó. Không sao. Tôi nói nghe nè, khi ông bà đặt tôi làm à. Tức là ông bà sẽ đuổi việc cái cậu người làm ở trong nhà này. Đúng đi rồi. Giết cho tôi cái meo như vậy mà à. Ông bà hành hạ cậu ấy rất là nhiều cho nên cậu ấy mới thân thể mới hao mòn như vậy. Thì bây giờ nó là một con robot chế tạo ra nhằm để phục vụ con người nhưng phục vụ cũng có mức độ thôi. Nếu ông bà cứ lạm dụng như vậy á, cái gì cũng cần robot thì con người sẽ trở nên lười biếng. Mà khi con người trở nên lười biếng thì không biết cái thế giới này nó sẽ như thế nào. Bây giờ ông đứng lên, đứng lên. Robot nói câu công đạo coi người bào chế của ông nói đúng không vậy? Nói đi. Chính xác 100%. Vì công việc làm của một người khác nên tôi đưa con robot này về. Tôi không vì ham tiền mà để cho người khác phải mất miếng cơm. Cảm ơn ông bà đã đặt hàng. Mai mốt tôi sẽ làm con khác nhưng chắc chắn sẽ không bao giờ phụ ông bà về công việc làm. Nó nhằm để phục vụ nghiên cứu những gì đó có ích cho xã hội. Đi về. Cảm ơn chú học nhiều lắm. Trời khó khăn quá, kiếm được một con robot tưởng là giúp đỡ được mình, ai dè ra con robot đó nó làm mình rối ren thêm đúng không nào? Nào xin mời robot Tam Thanh và anh Hoài lên. Nói chứ tội lắm, thấy thương ghê lắm. Dầu gì thì con robot này nó cũng có tuổi rồi, thấy không? Robot mà người ta cũng tạc được cái nếp nhăn của nó hay ghê không? Mà thấy bị hành hạ, bị nhảy, bị múa, bị giật dội đủ thứ hết trơn á. Anh có mệt lắm không anh Tam Thanh?
thở mua không lên tiếng. Đến với hội quán Tiểu Lâm tưởng là được ăn, nhưng mà cuối cùng anh có được ăn món gì không? Uống nước. Uống nước trừ cơm vậy đó hả? Uống không có uống ngay miệng, uống từ trên đầu uống xuống. Ác quá, canh chàng bồi bàn kìa, ác quá. À, khi mà đến với hội quán Tiểu Lâm thì có thể là mình bị hành hạ một chút xíu, mình phải gặp trở ngại thách thức một chút xíu, nhưng mà cái chính là mình mang lại niềm vui cho tất cả mọi người. Một tràng vỗ tay thật to dành cho robot Tam Thanh và anh Hoài Linh. Rồi bây giờ bác học hay chú học gì đó, dắt robot về nhà chỉnh sửa lại đi nghe. À, như vậy là chúng ta đã chào đón vị thực khách đầu tiên của ngày hôm nay. Mới có thực khách đầu tiên thôi mà gia đình đã vất vả như vậy rồi. Không biết rằng cái vị khách tiếp theo sẽ phải như thế nào đây. Vậy thì bây giờ tất cả chúng ta hãy chuẩn bị lại quán ăn của mình để chào đón vị thực khách buổi trưa. Yeah. Không chỉ là có cái lợi thế là hai người mà, mà tụi mình còn có lợi thế là trẻ đẹp nữa. Bạn thấy là cái này trẻ đẹp nó không liên quan được cái gì luôn á. Chứ biết đâu là có thể mình lấy lòng được giống như là Chi này, có thể lấy lòng được anh Chí Tài. Bảo thì cố gắng lấy lòng được chị Ngọc Lan chẳng hạn. À, nhưng mà nha. Hai người mà thắng bốn người thì hơi khó, bất khả thi. Công tử, xin chào tiểu thơ. Chào anh. Trời ơi, trai tài gái sắc đi đâu đây? Dạ không biết nữa. Hả? Để em đi. Bạn rủ đi ăn cái vô đây đi ăn thử à. Dạ. Thường á là hội quán này mỗi một buổi là chỉ tiếp đón có một thực khách duy nhất mà thôi. Đó, nhưng mà buổi trưa nay chắc là trời nóng nực quá hay sao, thành ra cái hội quán này á là muốn thay đổi một chút xíu. Dạ. Mời cả hai vị thực khách đến đây, hy vọng là mang một cái không khí nó tươi mới, nó trong lành, nó mát mẻ, nó sảng khoái cho cái hội quán này. Dạ, quán này trước giờ ế lắm anh. Dạ là vô có khách vô à? Không hề ế nha. Không hề ế nha. Bởi vì khách chẳng qua là không dám vô thôi, chứ không phải là quán nấu ăn dở mà người ta không vô. Bởi vì vô đây bị thử thách, thành ra khách sợ quá không có dám vô. Về là hối hận à. Đi đâu vậy? Đi ăn mà khó quá vậy. Đâu có xa rồi đúng không? Đây, giới thiệu với các bạn thành viên của hội quán Tiểu Lâm. Đó, những gương mặt rất là ấn tượng mà cũng cực kỳ cá tính. Đó, chuẩn bị tâm lý trước, sẵn sàng đối phó với những tình huống bất ngờ sẽ xảy ra. Sẵn sàng chưa? Sẵn sàng. Và bây giờ hội quán Tiểu Lâm mở cửa chào đón hai vị khách buổi trưa nào. Thượng còn không chịu mau tạ lễ. Dạ tạ lễ. Dạ. Bần thượng nhậu, bần thượng chém đâu bây giờ tạ lễ cho đàng hoàng. Trời ơi là trời. Quỳ. Quỳ xuống hả? Quỳ vậy? Hả? Chứ còn cái gì nữa? Thượng vô đây, thượng cái mặt vô đây. Thượng đâu ạ? Thượng cái mặt ra ngoài kia cho ta thấy cái mặt, thấy cái lưng sao thấy? Đây. Chào hoàng thượng đi. Thò nghe, ta không nghi lễ gì hết. Nè. Dạ. Tên đó có phải là người của phủ nội thị hay không? Dạ đúng rồi. Ừ. Hai tên này là hai tên mới vừa được tuyển vào cung của mình đó hoàng thượng. Không biết nó ở cái miệt nào mà nó chào kỳ cục quá à. Người đứng dậy cho ta coi em. Nghe hoàng thượng kêu không? Đứng qua bên này. Căng quá, đi về đi. Tên kia, người đi qua đây cho ta coi. Ai tên kia? Một mình ngươi thôi. Cái tên là mày đó, còn kia là cái con bà, con mụ. Em cũng biết nữa. Người nói hắn là người phủ nội thị. Dạ đúng rồi hoàng thượng. Tại sao ta thấy cái tướng đi của hắn không có chiều cái giống hả? Tên này có đã bị triệt sản chưa? Ôi, hoàng thượng, ông trời đứng lên minh sao dùng từ thô thiển quá vậy? Thô thiển gì? Triệt sản là để cho heo, cho bò, đồng ta kêu là thiến. Còn cái này là người kêu là tỉnh thân. À, tỉnh thân? Dạ rồi, chứ đi vô đây tỉnh thân rồi. Để chưa? Để cho thần hợp chút xíu. Ừ. Bà nội vô đây bà nội bị tỉnh thân rồi. Bà nội không nhớ khúc đó hả? Bây giờ vô đây làm đàn ông quá, coi chừng bị cắt đầu. Làm ơn đi lại đàng hoàng đi, hoàng thượng mới nghi là chết đó bà nội. Trời sống nói bà nội. Đó hoàng thượng. Bây giờ gồng, mệt quá trời. Gồng.
Vì gì? Vì đúng rồi. Dạ đúng rồi. Áo trắng này nè là thông minh, võ công cao cường. Võ công cao cường à? Xuất chúng. Trời ơi, coi như là múa dẻo là tuyệt chiêu. Được. Nếu vậy thì hai người kia nghe ta nói. Lâu nay thì ta trong cung, ta coi các tướng sĩ múa kiếm cũng đã nhiều, và các cung nữ múa hàng ngày ta coi cũng đã chán. Bây giờ hôm nay hai người có thể biểu diễn cho ta xem, nhưng ta muốn ngươi là phải múa lụa, còn người kia, cô gái kia là múa kiếm cho ta xem. Múa lụa là sở trường. Trời ơi trời, đây để cho đồ cụ múa nè. Trời nè, tự chọn cái gì múa đi. Nhưng cái này đâu phải là kiếm đâu. Lụa kỳ quá. Cái đó là cái này kiếm là dao nè. Rồi giờ múa hả? Múa rồi giống nó nha. Rồi nhạc lên. Cái gì vậy? Múa cung đình đi mấy bà nội ơi. Trời ơi, cưng. Trời ơi, ông cưỡi ngựa nữa kìa nè. Dạ, hoàng thượng thấy sao nãy giờ? Hoàng thượng đã vui chưa ạ? Cũng tạm tạm thôi. Nhưng mà tôi nói cho ngươi nghe. Dạ. Hồi nãy ngươi nói tên này là võ công rất cao cường. Dạ, múa lụa cũng đẹp quá trời luôn rồi. Thôi nào, ta muốn thử tài võ công của hắn. Hả, thử tài võ công nữa hả? Là sao? Bây giờ ta sẽ phóng cái đao này. À, thôi, thôi. Và hắn sẽ chụp lại cho ta xem, được không? Dạ cũng được, nhưng mà để cái gì trên đầu nó cho hoàng thượng dễ thông. Ôi, có mục tiêu. Để cái trái đó thì nhỏ quá. Dạ, hoàng thượng muốn trái gì? Để cái trái này lớn hơn nè. Trái nho. Muốn trái nho luôn hả? Rồi. Bé à, cho con phóng với hoàng thượng. Ngồi xuống đây, ngồi xuống đây, ngồi xuống đây coi. Rồi, chúc bạn may mắn lần sau nha. Hoàng thượng cao lên. Cao lên vì thấp rồi. Vậy thì bình thường quá. Dạ sao hoàng thượng? Có khăn không? Có khăn luôn hả? Dạ có luôn hoàng thượng. Trời nghĩ trời luôn. Bịt mắt không nhỏ. Bịt mắt ta lại. Trời ơi. Trễ ơi, cho em cái khăn luôn. Ăn chi vậy? Em không dám nhìn cảnh này. Đừng lo, mà bịt mắt thì mũ ta rất là thính. Ôi trời ơi. Thôi nghỉ đi, nghỉ đi. Nho còn không vậy? Hướng này, hướng này. À, rồi qua hướng phóng đi. Qua cao bên phải, qua cao bên phải. Trời, mày ngậm vô, mày ngậm cái dao vô đi. Mày ngậm cái dao vô đi. Đó rồi. Trời ơi, ngậm trúng cây dao rồi. Ghê chưa? Ngậm trúng cây dao rồi. Hay quá, võ công hay quá. Hay con con phỉ. Trời ơi, tưởng ta ngu hả? Dạ sao? Người giật cái đao tao ra kẹp cho miệng hắn. Không có, nó không đốt cái dao luôn mà. Hai ông này bị gì vậy? Con Hương bình tĩnh đi. Hay quá, võ công sức chúng quá mà. Bạn mình hay quá hả? Vậy là ta cũng chưa chắc võ công tình này cao cường hay không. Nè, trả nè. Trời ơi, đừng có chơi dao nhiều quá. Căng vậy. Coi như là ta chưa có thử tài hắn xong. Bây giờ ta cho ngươi một cơ hội nữa. Nhưng ta không muốn thử ngươi, mà muốn thử người đi chung với ngươi. Bây giờ nếu mà cô có thể kể cho ta nghe một câu chuyện. À không, ta đố nó thử rồi mưu trí đi ha. Dạ, võ thực thì bây giờ chưa tin mấy, bây giờ phải mưu trí, đã nói rồi. Mưu trí. À, nghe ta hỏi. Dạ. Nghe ta đố đây. Bây giờ, nếu ngươi là một tên tội phạm, sắp được đem ra tử hình. Sắp được. Ừ. Sắp bị chứ. Sắp bị chứ. Hoàng thượng, có sai văn ở đây không hoàng thượng? Có lẽ bịt mắt là tao quên nha. Dạ đúng rồi. Sắp bị đưa ra tử hình. Dạ. Người đứng trước ba cánh cửa. Cánh cửa thứ nhất, bên trong thì toàn là lửa. Cánh cửa thứ nhì, rất nhiều quân thủ chuẩn bị bắn người, hàng trăm tên. Và cửa thứ ba, có ba cái sư tử đã nhịn đói 3 năm. Nó đang đói lắm, nó rất thèm thịt người. Ta hỏi người, cho thần cửa thứ tư đó đi. Toàn là thái giám đang thèm ăn thịt. Không biết. Mà lại bỏ đi, bỏ cửa thứ tư đi. Vậy theo ngươi, nếu người thoát chết
thì ngươi sẽ chọn cánh cửa nào? Nói! Phải. Cửa thứ hai. To. Cửa gì? Cửa thứ hai. Cửa thứ hai. Tại sao? Tại sao? Sao chọn cửa thứ hai? Tại cửa thứ hai là những cái người mà tội phạm chỉ muốn bắn mình đúng không? Hoàng thử. Cung thủ. Không, những cái người muốn bắn mình mà thì mình cũng là tội phạm sắp bị tử hình mà. Bạn bè hết, đâu có gì đâu. Trời, vậy cho nhà ngươi vô cửa thứ hai, còn tên kia vô cửa thứ mấy? Cửa tư. Trời ơi trời, bỏ cái cửa thứ tư rồi. Ông đập phá cái căn phòng lên của tôi rồi. Bỏ cái đọc đó luôn rồi hả? Chọn lẹ lên. Bây giờ không được chọn cửa thứ tư thì vô cửa nào cũng được, chết là được rồi. Miễn là cửa thứ tư là còn sống, còn mấy cửa kia chết hết thôi, vô cái nào cũng được. Trời ơi, nhà ngươi làm ta thất vọng quá. Vậy mà ngươi nói hắn là mù tí, phi thường. Vậy với Hoàng thượng là... Vậy đáp án là gì Hoàng thượng? Hoàng thượng chọn thử cửa nè. Ta thì ta sẽ chọn cửa thứ ba. Tại sao vậy? Cứ tưởng tượng đi, có con sư tử nào mà nó nhịn đói 3 năm nó còn sống không? Đúng rồi. Nó vô rồi nó sẽ chết rồi. Mình có cánh cửa đó mình khoan thôi. Hiểu chưa? Quỳ xuống xin lỗi Hoàng thượng đi. Vậy mà không nghĩ ra. Ăn nội này nè, mê cửa thứ tư lắm, mê cửa thứ tư lắm. Hoàng thượng không chắc được. Hoàng thượng thông minh quá à. Hoàng thượng. Nó làm cho thấy buồn quá à. Ồ, nàng buồn à. À, đây có chuyện vui lắm. Ai vậy? À, đây là hai người ta mới tuyển vào trong cung. Rất là vui và rất là tài giỏi. Nàng có thể đem cái nỗi buồn của nàng trút hết lên đầu của nó được rồi. Trời ơi, ai mà đẹp quá vậy thế giam hắm. À. Trời ơi, bà nội này cái gì vậy? Cô đẹp quá à. Đẹp quá trời. Đây là hoàng hậu đó. Cái đồng đẹp quá à. Tạm thượng. Đi dây. Dễ. Đi dây. Trời ơi, hoàng hậu đó. Con chào cô. Cây ơi, sát cây nhất là bà nội. Thấy là không có vui vậy đó. Hoàng thượng bây giờ hả, Thiếp á, Thiếp muốn hả? Hai cái đứa này nè, nó kể chuyện cho Thiếp nghe. Nó kể làm sao mà cho Thiếp vui á thì thôi. Còn mà Thiếp mà không có vui á, đem đi chém đầu hết đi. Ồ, hai người nghe rõ chứ? Kể chuyện kìa. Kể chuyện vui. Bây giờ ai, ai có thể bước ra đây kể một câu chuyện cho hoàng hậu của ta cười. Giờ đứa ta... nào kể? Hoàng hậu muốn kể chuyện đi. Nó mệt quá à, con nãy nhoi đi cho nó đứng đó, điện nhỏ này ra đây. Rồi. Giờ nè, nhà ngươi phải kể chuyện cho ta nghe. Kể chuyện kìa. Kể sao mà ta cười á thì kể. Còn nhỏ này ra đây. Rồi. Không có kể chuyện. Trời mà đứng đây. Con nhỏ thích lắm. Diễn. Nó kể sao á thì diễn ngược lại vậy. Chứ không có được diễn y chang. Ví dụ như nó nói vậy nè. Ở trong cái khu rừng đó, có một con khỉ. Con khỉ thì ngươi không có được làm con khỉ. Làm con dượng. Ờ, làm cái con gì đó không cần biết. Không được làm con khỉ. Nó kể tiếp nè. Có một con khỉ đang tung tăng đi trên đường, thì ngươi không có được đi tung tăng. Đi làm liệt giường. Làm sao làm để không được đi tung tăng. Nó nói con khỉ nó đang vui thì ngươi không có được vui, ngươi phải buồn. Ok. Nói chung là nó nói sao ngươi phải làm ngược lại y chang vậy đó. Cố gắng. Nhớ nhở. Ngày xưa trong một khu rừng có một con chim. Con chim mới làm con gì? À, làm con thầy. Hay quá. Đang bay trên trời. À. Bay mãi. Bay mãi. Bay mãi mãi. Chưa, vẫn còn bay. Bay một hồi chim mỏi cánh, chim đậu trên cành cây. Mày làm gì vậy? Làm cái gì vậy? Nó kêu đậu, đậu, con không mà. Có đậu, con đứng, con nhảy. Chim đậu hoài, chim thấy vui quá, chim tiếp tục đậu. Chim vui quá theo người ta kể chuyện. Cô ơi, cô vui chưa? Chim vui quá, chim mới đậu nè. Chim đậu. Hoàng hậu vẫn chưa cười. Chim tục đậu. Bay nhìn mặt nó coi vui. Nhưng mà cô không à. Cô có cười kìa. Công chúa. Chuyện gì?
Chuyện gì mà con muốn hy sinh? Nói tao nghe. Cái gì vậy? Mê trai. Thôi đừng có mê trai, nó là mông đó. Trời ơi phụ hoàng, có biết chuyện gì không? Chuyện gì? Vào một đêm mưa gió bão bùng, chính cái tên này đã mượn rượu để cướp đi đời con gái của con đó phụ trời ơi. Trời ơi là trời. Con nè, con bình tĩnh lại đi. Ê con không thể nào có chuyện này được. Sao tôi hoang hoang mang quá vậy? Anh là sao? Trời ơi, con có nhìn lộn không vậy? Không thể nào lộn được. Rang ra nhìn kỹ coi. Nhìn kỹ coi. Phải không? Chính cái diện mạo này. Trời, cái hình hài này. Tên là Gia Bảo. Và người ta còn gọi là Vi Tiểu Bảo. Nó làm gì? Nó lừa con. Ăn chuốc rượu say. Xong rồi ăn cướp đời con gái của con. Bà nội ơi. Trời ơi, không lẽ thằng ông nội này. Ông nội lúc tỉnh thân còn sót miếng. Cho nói miếng đi. Có coi kỹ không như tỉnh thân chưa? Cho con nói miếng đi. Hoàng. Chú rượu nó làm sao vậy? Chú ai cũng vậy, chú em cảm ơn. Trời ơi, mặt ông. Mặt ông. Dạ thấy chưa? Bây giờ tới mẹ kìa. Đấy à, qua đây. Chưa kịp nói gì luôn. Qua đây tao biểu. Dạ kìa. Có giam. Có thái, có thái giám. Trời ơi, cái từ này đắt ra khó kêu quá. Ngươi có chắc chắn là lúc tịnh thần ngươi có mặt ở đó hay không? Kiểm tra. Lúc đó thần không dám nhìn cái cảnh đó, sợ nhìn lại quá khứ của mình. Dạ nói sao, tên này mà là thái giám à? Đúng. Mạnh mẽ lên. Mạnh mẽ là thái giám mà. Nó đã lừa luôn cha. Không phải là thái giám mà là đàn ông. Cái gì? Con chó này bà nội. Thôi đừng có giả đò nữa. Nhưng mà bây giờ cha không tin thì cha hãy kiểm tra ngay. Đúng rồi, lúc đó nghe. Để kiểm tra cho. Để kiểm tra cho. Thích khách Chan ra. Tao là thích khách nè. Bạn. Tao chế một cái là mày đứt làm đôi đó. Chan ra, Hổ gia. Bây giờ như vậy, nếu như mà các ngươi không bảo vệ được cái tên vua kia thì tao xin chém. Ta chém. Cái gì vậy? Chan ra. Tôi chém bà nha. Tôi nói thiệt nghe, tôi chém, tôi cũng vẫn chơi đó nha bà nội. Tôi biết cái này là con gián kìa má. Con quỷ gián. Bây giờ làm sao? Ở trong cái đám này ai là đàn ông? Ai là đàn ông? Hả? Tao thấy cái tên này đàn ông nhất nè. Bây giờ mày có võ thuật gì đó, mày trưng ra cho tao coi đi. Thì tao tha trong vườn này. Nếu không thì tao chém. Bớt chém đi nha. Mọi người, bảo vệ hoàng thượng đi. Chỉ có nhà ngươi mới bảo vệ hoàng thượng đi. Hãy nói là sự thật đi. Công chúa, tôi đã làm lỗi với công chúa trong cái đêm mưa gió đó. Hả? Trời ơi. Cái gì? Nhưng mà bây giờ tôi sẽ lấy công chuộc tội. Nhà ngươi sẽ làm cái gì? Cái tên này hả? Một nốt nhạc thôi. Một nốt nhạc à? Bước ra đây chơi cùng. Một, hai, ba. Trời đất ơi, tráng sĩ mà quánh lộn vậy hả? Võ công cao cường. Trời, tráng sĩ gì mà chơi quánh lộn như vào không cho bà nội. Trời, con quỷ, trời ơi. Con quỷ, con quay gặp gì vậy? Có chuyện gì náo loạn? Hoàng Thái Hậu hãy bình tĩnh, mời Hoàng Thái Hậu an tọa. Cảm ơn. Trời đất ơi, Hoàng Thái Hậu ngồi hèn hạ vậy? Hoàng Nhi xin dẫn an mẫu hậu. Mình nhường ghế cho bà ngồi. Trời ơi là trời, trời
giờ chưa thấy đứa con nào bất hiếu vậy. Mẹ ngồi chè mẹ với đất mà ông ngồi trên ghế. Đưa dẫn ta tới. Dạ. Để ta dẫn an hoàng nghi. Dạ. Từ xưa đến nay chưa thấy ai là người mất dạy à. Mẹ mình ngồi lết như con điên mà mình vẫn ngồi nguyên. Hồn nhiên tặng ta lăng tặng tăng. Tặng tăng. Dạ. Hoàng Nhi có lỗi. Xin mời Bảo Hậu ngồi. Hoàng Nhi, chuyện gì trong cung mà ồn ào náo nhiệt? Dạ. Có một tên đột nhập vào hoàng cung giả dạng thái giám và đã làm nhục công chúa con gái của Hoàng Nhi. Dạ, có người tên nói nó là ai? Dạ, hắn chính là tên thái giám đang quyền dưới kia. Bảo Bảo, bước qua đây. Cẩm Hương. Dạ. Bước qua đây. Tên mới luôn. Cẩm Hương. Ngày hôm nay ta cũng gần đất xa trời. Ta muốn nói cho Hoàng Nhi biết, hai đứa này là cháu ngoại của ta. Nhưng đối với con và cha mẹ của nó, cho ta ăn dụng. Trời ơi. Cho nên ta mới có hai đứa nó. Ta nói thiệt, nó bây giờ là công nghệ mới rồi, không thể nào làm gì công chúa được đâu. Nó ba đi, ba đi. Đúng rồi, vậy Hoàng thượng theo ta về cung. Dạ. Hoàng thượng. Hậu hậu, công nghệ mới. Hoàng thượng thấy chưa, thấy chưa? Hoàng thượng nói thần phải giả dạng ra là một tên thích khách để mà thử cái tên kia. Bây giờ trắng đen mọi chuyện rõ ràng. Hoàng thượng thấy sự thật chưa? Ta đã thấy rồi. Thiệt, ta ở trong cung mà ta không biết chuyện gì hết. Chuyện tay trời ta không biết à? Thiệt tức quá. Bái chào. Ai à? À, vừa rồi thì hai bạn Quỳnh Chi và Bảo Quốc Bảo đã vào hội quán Tiếu Lâm của chúng tôi. Mà hôm nay quán hội quán lại biến thành một cái cung đình xa xưa, thành ra khiến các bạn cũng phải rất là khó khăn trong cái việc là ứng phó với những tình huống này. Nhưng mà vừa rồi thì tôi thấy rằng Quỳnh Chi đã có những cái câu chuyện mà hành hạ Quốc Bảo rất là vui. Những câu chuyện này là bạn đã nghĩ ra trước hay là ngay lúc đó bạn mới nghĩ ra? Dạ, tới lúc đó em mới nghĩ ra. Không có câu chuyện nào mà nghĩ ra trước mà tào lao vậy đâu anh. Nhưng mà phải chi cái câu chuyện nó kéo dài thêm chút xíu nữa ha, thì hành hạ Bảo được hơn. Có phim coi, thành ra mà Chi mới đưa ra một chút xíu khoảng nửa câu chuyện thôi. Nhưng mà như đó thì là Bảo đã đủ mệt lắm rồi. Thế còn gia đình hoàng gia mình bữa nay sao đây? Thấy hai cái vị thực khách này thế nào? Thôi vậy. Bây giờ thì hôm nay chúng ta sẽ chào đón tiếp những vị thực khách tiếp theo. Còn bây giờ thì hãy dành một tràng vỗ tay thật to để cảm ơn hai vị thực khách Quỳnh Chi và Quốc Bảo đã mang đến cho chúng ta những tiếng cười trong cái buổi trưa nay. Cảm ơn hai bạn, mời hai bạn. Trời cũng vất vả ghê luôn, người đó cũng phải hóa trang, phải làm thích khách nhào vô để mà thử trong cái chuyện này như thế nào. Mà cái ông kia mình tưởng là ông có võ thiệt, thử coi ông trưng bày ra bao nhiêu thế võ, tưởng sao ông vô ông cào như mèo vậy đó. Chà, không biết cái gì thực khách cuối cùng buổi chiều tối hôm nay của chúng ta như thế nào, có điều gì đặc biệt, có điều gì hấp dẫn. Chúng ta hãy cùng chào đón vị thực khách cuối cùng ngày hôm nay, xin mời. Chuẩn bị. Hội quán Tiếu Lâm, Vân rất yêu cái tên đó và Vân tin rằng chương trình lần này có Vy Thanh Vân sẽ cực kỳ tuyệt vời. Vân sẽ diễn hết mình, chơi hết sức để đảm bảo là sẽ có một chương trình với một nụ cười thật là tươi và rạng ngời trên môi. Tới nhà chồng con rồi đó. Đáng lý ra là con phải có cái đám cưới đàng hoàng vì cái hôn ước giữa hai gia đình. Nhưng mà gia đình bên chồng con á thì người ta tin dị đoan quá, cho nên là không có làm được cái đám cưới. Thôi cha dẫn con tới trước cửa đây rồi cha về. Nhớ làm dâu nhà người ta khác với nhà mình. Cha. Tại gia tòng phụ
xuất gia tòng phu nghe con. Cha ơi, con hứa với cha là con sẽ nghe lời cha dạy. Con sẽ là một người con dâu chịu thương chịu khó, công dung ngôn hạnh. Cha ơi, cha gả con đi xa quá, lỡ có chuyện gì sao không biết đường về nhà cha. Nuôi con tới chừng này cha không hiểu cái đầu con nó nằm ở đâu, chứ cha con mình đi bộ qua đây mà. Thôi miễn sao á, về đừng làm Phật ý bên chồng là được nghe con. Dạ. Bởi vì cha gà trống nuôi con, nhưng lúc đó ngoại bay còn sống. Ngoại bay có dặn rằng, dặn mấy gì bay đó tao có nghe: mẹ mày thường bảo con thân gái đột trăm, mai kia mốt nó còn đi lấy chồng. Giờ thì ba má chịu cưng, phải lo liệu lấy cái thằng nghe không con. Dạ ba mệt thì ba không hát nữa đâu. Thôi ba về. Ba về. Con nhớ bảo trọng nghe. Con chào ba. Nhớ, nhớ là làm đẹp ý bên chồng nghe con. Dạ ba. Đứng lên đi con, đã tới giờ vô nhà người ta rồi đó. Ba về. Ba về đây. Ba về. Giang giái cho cái nhà này nó bình yên. Ba, nhà mình ở đây nè. Ba qua nhà bà hai. Dạ. Yeah. Chi mà lạ lùng, treo đầu dê bán thịt chó thì sợ, còn biệt thự bên trong mới lá thôi. Nó làm gì nhổ phì phèo vậy? Rầu mày ơi. Trời, nhà này có rầu cao gì đâu mà má phun. Con chào má. Má bên đây nè con. Con chào má. Cô đứng ra đây cho tôi. Má, má dạy gì hả má? Cô làm dâu cái kiểu gì mà tôi chờ cô ở đây từ hồi 4 giờ sáng tới bây giờ là đúng 12 giờ khuya rồi cô mới tới. Dạ con xin lỗi má. Má ơi, tội nghiệp con lắm. Con cũng không nhớ lắm, nhưng mà tại vì ba con dẫn con đi một con đường, đi qua ba cái cầu khỉ, sáu cái cầu tre, lội qua ba bốn con mương, nhảy qua ba bốn con sông, bơi mãi mấy cái hồ. Thôi rồi, đúng rồi, đúng rồi. Má tôi nãy giờ đợi dài cổ rồi, chỉ là con dâu mà, phải không? Xí. Tới trễ rồi. Xí, xí. Xí gì má, nữa nè? Con xin lỗi má. Ba con dạy con làm gì thì cũng phải biết trên biết dưới. Con này là con nào vậy má? Chị chồng đó. À, chị chồng. Chị chồng có nghĩa là chị. Chị của chồng. Má ơi, chị chồng mà chị dâu hay là chị chồng vậy má? Chị chồng là chị của chồng cô. Tức là lớn hơn cô. Mà cô hổn như vậy thì bây giờ cô xin lỗi đi. Dạ, để con xin lỗi. Chị ơi, chị thông cảm cho em. Em đẹp như vậy á, nhưng mà hồi 3 tuổi là em có bị té giếng. Hồi 6 tuổi em có bị té mương. 12 tuổi em bị chó dại cắn. Nên là em bị liệu mà em ưa bị điên lắm. Chị ạ, mỗi lần mà em làm cái chuyện gì mà không nên không phải, chị nói để em xin lỗi. Chứ mà em nên cứ điên. Mà em chỉ cần phải. Em có điên ở đâu thì đừng điên nhà chị em nha. À, và chị cũng con nói dâu cho ở đây rót cho ly trà coi. Thôi cái chuyện đó chị tính sao với em. Bây giờ em đi xin lỗi mẹ đi em. Tướng chị mà đi thi người mẫu là đậu chắc luôn á.
tướng gì nhỏ xíu ốm nhách như con móng vậy đó. Khỏi cần em quan tâm, rót nước xin lỗi đi. Rồi xong. Em vô nhà chị á là em phải theo lễ nghĩa của chị. Chắc là em không có biết rót nước mời người lớn đâu đúng không? Chị đây. Tại vì lúc nãy chị không có nói với em là đi vô nhà là phải theo lễ nghĩa. Em không có biết là cái lễ nghĩa nhà mình trước khi rót nước là không có được quạt như vậy. Nhưng mà tại vì em thấy ở trong phim á là người ta ưa quạt như vậy nè, thì nó mới có một cái sự trân trọng. Thôi bây giờ cô đi ra đây đi. Cô đi ra đây, cô tôi nói chuyện cho cô nghe. Dạ. Đi ra đây. Bây giờ thấy má dễ thương nè. Má, con quên chưa có khen má. Hôm nay á, hình như là má với chị có mặc lộn đầm không? Má mặc cái đầm màu cánh sen. Còn chị chồng thì mặc cái áo da khăn, giống áo bé. Tôi sợ tôi đuối đó, cho nên tôi phải chọn cái màu này nè. Còn tôi sợ tôi không có đủ sức chống cự nên tôi phải mặc cái đồ già dặn như vậy nè. Nãy giờ tôi muốn nói, tôi muốn dạy cô mà sao khó khăn quá hà. Dạ má. Nói má hoài hà. Dạ má. Bây giờ má tôi hỏi cô nè. Dạ thôi. Má trút hết nguyên cái bình vô họng tôi chắc luôn đó. Dạ má. Má bây giờ ơi, tôi hỏi cô nè. Dạ má. Bây giờ cô vô nhà tôi, cô làm dạ, dâu. Dạ má. Má thấy chưa? Con nói má cưới dâu về làm cái gì? Bây giờ nói cái gì người ta cũng không nghe. Người ta vô đây người ta nhảy lên đầu lên họng mình. Để không nói gì hết. Để chị dâu nãy giờ em không có nhảy toàn chị nhảy. Bây giờ tôi hỏi cô nè. Dạ má. Cô đi về nhà chồng, cô nấu cho gia đình chồng một mâm cơm, thì cô sẽ nấu gồm những món gì? Dạ thưa má, lúc nãy má có sai con rót nước mà con chưa có được rót nước. Con phải làm xong nhiệm vụ 1, con mới được làm qua nhiệm vụ 2. Rồi, ba hoài linh của con dạy như vậy. Thôi con rót xong rồi mà má đứng xa quá à. Con không có đưa tới. Mà má đừng có nhìn con hình viên đạn như vậy, con không có dám. Đâu có, con nhìn cái nhà bên kia kìa, ai dám nhìn cô. À, với lại á, sẵn tôi đây xin phép nói với chị luôn là luật nhà tôi á, rót nước á, là phải quỳ dân cho má cái đàng hoàng chứ không phải đứng đưa. Hay làm như má, cô coi thường tôi á. Rồi quá rồi quá rồi. Làm má, như cô coi thường tôi. Tôi rót một ly nước rồi đó má, mà không có rót được chị dâu gì đó. Rót cái ly nước em dâu gì tới rồi luôn, đi tới rồi luôn. Tôi khô cổ rồi. Quỳ xuống đưa đàng hoàng. Má phải quỳ xuống đưa nữa hả? Má, con quỳ dâng nước cho má nè má ơi. Quỳ. Sao má nhắc hoài vậy? Má, con quỳ thiệt nghe má. Buồn như ly trà đầy, không có ai cùng cạn. Buồn như ly trà cạn, má đây không chịu rơi. Ê, ê nói nghe nè. Ủa cô tính tế dòng ai hả? Cô rải đây cô tế dòng ai vậy? Đúng rồi đó chị nè. Mà nãy giờ thấy hát hoài, bộ thích hát lắm không? Tại vì lúc nãy là con hát bài buồn như ly trà đầy. Còn nếu như mà con tế vong thì con nói thiệt với má là con sẽ hát cái kiểu khác. Rồi, má hát bài tế vong nè. Má có linh tiên thì về đây uống miếng trà má ơi. Tại trời sao ơi, má mặc áo hồng đẹp quá mà má chết oan uổng má ơi. Làm chi oan hồn má, con áo không chấp nhận đưa em về đây đưa má, em ơi, má nói con nghe, má nói chồng về. Ôi ba, ba ơi, chưa bao giờ em yêu anh như lúc này. Ba có cứu hai gì? Mẹ con có chuyện ba gì ở nhà đây mà chồng ơi, nhà mình mới có dâu tùm lum vậy? Mới có dâu. Em dâu đó ba. À, mới có dâu. Con dâu đây hả? Đúng rồi. Ba có uống nước không? Ba có cần con quỳ rót nước cho ba uống không? Không, rót nước được rồi, không cần quỳ. Sao mà trong ngôi nhà này lại có một người đàn ông đức độ và hiền hậu như vậy? Chồng má đó con. Xá gì đâu. Nè bà, chồng dâu má nó mới bác về, có dạy gì cũng phải dạy từ từ, nghe chưa? Dạ. Đừng có làm quá. Dạ. Người ta sẽ đánh giá cái gia đình của mình, hiểu chưa? Dạ. À, con à. Dạ. Ngày đầu tiên con về làm dâu ở nhà của ba má chồng đó, thì dạ, ba muốn hỏi con một số chuyện thôi. Yeah. Thấy con ăn mặc thì cũng hơi chim vúa đó. Cái đầm này ba con mua cho con làm quà cưới.
cũng của một cái nhà thiết kế cũng vừa vừa thôi. Ngày đầu ba con mua 7-8 nghìn đô gì đó. Nghe lại lúc nãy má có nói tại sao mà tới nhà muộn, bởi vì ba có mua cái đồng hồ Rolex 38 nghìn đô làm của hồi môn, nhưng ba hoài linh chưa có dạy con cách xài nên bây giờ nó cứ 12 giờ hoài. Bây giờ cái chuyện mà con có bao nhiêu tiền, bao nhiêu đồ, mắc tiền thì ba cũng không cần biết. Dạ, ba chỉ cần là con cũng đâu có tính cho ai nhà này đâu. Dạ. Ba chỉ cần là một đứa con dâu khi về nhà này thì phải biết chăm sóc cho chồng mình. Dạ, chồng con đâu hả ba? Lấy giờ con chưa thấy mặt chồng. Chắc có lẽ là chồng con bận chưa có ra gặp con được. Bây giờ cho ba hỏi, ví dụ như là con là một nàng dâu. Dạ. Con có chồng. Dạ. Con có biết nấu ăn hay không? Dạ thưa ba, tất cả những món ăn ngon nhất ở cái vùng này con đều biết nấu hết. Thậm chí là những cái món ngon của những cái vùng khác con cũng có thể nấu luôn. Được. Ví dụ như là chồng con đang khỏe mạnh bình thường tự nhiên nó bị bệnh. Dạ bệnh gì vậy ba? Có phải bệnh dại không? Không. Đừng bệnh dại thì con chữa được. Tại vì ở trong xóm nhà con có mấy con chó cứ bị dại con lại cắn cái là nó tỉnh được. Không. Chào ông chủ. Dạ con chào cô chủ. Dạ con chào cô Hương. Dạ vô giải quyết đi. Dạ. Biểu ba. Có chuyện nhà không? Mình vui chờ. Quá ha. Chờ. Con thấy ai cũng không được bình thường hết á. Đâu có bình thường chứ con, nó có gì. Chuyện gì mà mình. Ông chủ với lại cô đi ra chỗ khác ghi một góc trời được không? Cho con với lại cô ghi góc trời được không? Được. Khoan. Đâu, có chuyện rồi. Khoan. Dạ. Thứ nhất, em vào trong nhà này tại vì chị về đây làm dâu mà. Dạ, dạ. Nên là chị cũng là một thành phần trong chủ nhà này. Dạ, em biết. Em cần phải giới thiệu là em tên gì, chức danh là ai. Tự nhiên em vào đây em đuổi hết ông bà chủ đi, giống như là ông bà chủ ở đây làm ô xin cho em vậy. Dạ trời ơi chuyện. Hay là ông bà chủ ở đây làm ô xin cho em. Cô ơi, cô không, cô chỉ vậy này. Nè. Trước khi tiếp xúc với người này qua đây dặn dò vài thứ. Nguy hiểm. Má ơi, má giới thiệu đi, chứ nó sợ sàng với con vậy? Quá. Trời ơi. Mày ở nhà này đó. Mày ở hết chứ. Coi chừng đó. Cô hai biết sao không? Quê gói xuống. Có chuyện rồi, trời, cô hai quan tâm. Quê gói xuống nói chuyện. Trời ơi, khổ cô hai tôi quá. Tôi là cô hai trưởng dâu nhà này. Con biết cô hai nè, bị chó cắn nè, bị té giếng nè, bị tùm lum tà la hết. Nhưng mà bây giờ tà la là cái gì mày kể lại từ đầu cho tao nghe đi, tao quên rồi, tao không có nhớ. Nhưng mà cái này nhớ nè, cái người tình của cô hai đó bây giờ ổng bị bệnh nan y, bây giờ ổng lấy cho cô hai rồi. Cái gì? Thấy rồi, nhớ rồi. Đạt, mày đi qua đây, mày mới nói cái gì vậy? Mày qua đây, qua đây. Chết rồi, bên kia nghe rồi hả? Mày nói nhỏ quá mà biểu sao tao không nghe. Tại vì con nói là tại cô hai vô nhà này mỗi bí mật của cô hai, hoa cưng chiều con bao nhiêu thư tình thư tiết gì là gửi cho con hết. Nhưng mà bây giờ chuyện này cấp bách quá, con phải chề báo cô hai gấp là bây giờ cái người bồ bịch của cô hai đi ngoại tình đó, bây giờ là ổng bị bệnh nan y rồi, bây giờ lấy cho cô hai rồi. Nguy hiểm lắm chủ. Con dâu, chuyện này có thật hay không? Dạ, bây giờ sao cha, trời, chuyện gì vậy cha? Còn lén lúc con lúc mời cha ngồi ngoại à. Tình với ai hả? Con mới vừa bước chân vào làm dâu cái ngôi nhà này chỉ được có nửa tiếng, như vậy sao gọi là ngoại tình thưa cha? Con mới chỉ về làm dâu là nửa tiếng thì sao mà gọi là ngoại tình? Con không biết. Má ơi, bây giờ tôi hỏi cô, tại sao cô đang có bồ mà cô còn đồng ý lấy con trai của tôi? Tại sao? Hết cuốn rồi. Chuyện này là sao? Trời ơi. Anh Xui, tôi ra có chuyện muốn kiếm nói chuyện với anh đây. Anh khỏi cần nói. Ba tới. Con tôi ở nhà ba tới là ngồi. Nó hư tôi dạy. Mày im. Tại sao vậy? Lỡ giờ con có nói. Hồi nãy tới bây giờ ba giả bộ ba đi qua nhà gì, nhưng tao đứng ở trong tao đã nghe hết rồi. Mày là con gái. Dạ con không. Mày phải... về nhà chồng chưa nói về chuyện mày tư tình, nói về chuyện mày hỗn xược với gia đình bên chồng. Đừng cãi, không có cái thứ con gái nào
ngồi nói chuyện với cha mẹ chồng mà ngồi như vậy hết. Dạ, tại vì má chồng em tao không ngồi. Khi nào tao cho mày nói mày mới nói. Lỗi này là lỗi do bà. Do bà quá nuông chiều mày. Để tới ngày hôm nay mày xảy ra cớ sự này thì mặt mũi của ba mày để đâu? Tôi xin lỗi anh chị xui. Con dại cái mang, mũi dại lái chịu đòn. Tôi xin nó về để dạy lại. Coi như lời hứa của hai gia đình chúng ta hủy bỏ. Tôi xin lỗi. Đứng lên. Có cái gì từ từ anh xui à? Không sao đâu chị. Không dạy. Sau này nó làm mất mặt dòng họ cũng vậy thôi. Đi về. Dạ thưa ba, ba cho con tạm biệt. Khỏi cần tạm biệt. Bao nhiêu đó tao cũng đủ nhục lắm rồi. Đi. Đi. Mày đi không? Ờ, anh Xui à. Đi. Anh Xui à. Anh Xui. Bình tĩnh anh Xui à. Cho tôi hỏi câu. Mô là tất cả. Đi. Trời. Mày đi về. Lúc vô giận mô là vô thôi. Mô là tất cả. Mô ơi mô ơi. Nhưng lúc vô giận mô là vô thôi. Thôi 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 đi anh đừng có giận. Tôi nói anh chị nghe. Đáng lý ra Tôi không có để nó làm dâu anh chị đâu. Bị cái đầu nó đó. Đó. Tôi muốn hỏi anh chuyện đó đó. Có phải nó bị té giếng không vậy? Tôi không biết nó có té không, mà giếng tôi hồi xưa đào có 3 mét, giờ thành 6 mét rưỡi rồi đó. Trời ơi. Xin cảm ơn, xin cảm ơn tất cả các thành viên trong gia đình Hội Quán Tiểu Lâm, cũng như là cô con dâu quá Quách Phi Thanh Vân và ông bố Hoài Linh đã mang đến cho chúng ta một câu chuyện tuy là vui nhưng mà thật ra nó có lồng ghép những thông điệp mà nếu như chúng ta lắng lòng lại một chút xíu, chúng ta sẽ hiểu những điều mà những người nghệ sĩ chúng tôi đang muốn chia sẻ. Bất cứ một gia đình nào thì cũng đều mong muốn có những cô con dâu ngoan, hiền, hiếu thảo với cha mẹ cũng như là hiếu thảo với gia đình chồng. Thế nhưng mà đôi khi cũng có những cái cô con dâu nó hơi quá quát một chút xíu, như cái vai diễn mà Phi Thanh Vân vừa mới thể hiện ở đây. Thì nếu như gặp những tình huống đó ngoài đời thì có lẽ chúng ta cũng sẽ cần phải có những cái cách nào đó để mà uốn nắn những cái cô con dâu như thế lại. Và chẳng hạn như là cái cách mà nghệ sĩ Hoài Linh vừa mới thể hiện, đó là một cái cách cứng rắn, mạnh mẽ và cương quyết thì mới có thể là trừng trị được những cô con dâu mà quá đà, quá lố, quá trớn như thế này. Một lần nữa xin cảm ơn Phi Thanh Vân đã thể hiện cái vai diễn cô con dâu hư, cô con dâu quá quắt rất thành công. Một tràng vỗ tay to dành cho Phi Thanh Vân và anh Hoài Linh. Còn bây giờ thì có lẽ chúng ta cần phải trang hoàng lại quán của chúng ta một chút xíu. Bởi vì bây giờ chúng ta sẽ phải đón tiếp cả 3 vị thực khách quay trở lại quán thêm một lần nữa. Mà lần này thì chắc chắn rằng họ sẽ không có đơn giản, họ không có hiền lành như vừa rồi nữa. Họ sẽ đưa ra thử thách cho gia đình của chúng ta. Nào, chúng ta hãy cùng đến với phần thử thách ngược. Bắt đầu, chuẩn bị đi. Chút xíu nữa khi mà đi vô trong đó, đại ca sẽ để cho các em ăn hiếp ngược lại được chưa? Chắc ăn không đại ca? Chắc ăn không? Trời ơi! Đại ca bao sao đúng không? Không được thì đại ca bao xong cho. Ngon lắm. Một, yeah! Cố lên nghe chưa? Trời, giang hồ gì đâu mà sợ là sao? Đi, vô! Giang hồ vui. Sao mà tự nhiên các thực khách quay trở lại mà ngầu quá vậy nè? Ủa sao có 3 người còn một người nữa đâu? Một chút nữa mới tới. Hả? Một chút là một bao nhiêu lâu? Chút xíu nữa là tới. Một xíu là bao nhiêu xa? Trời đi, khoảng xa nữa mới tới. Hả? Nhưng mà bây giờ 3 người vô Hội Quán Tiểu Lâm vô trước vậy đó hả? Ừ. Rồi vậy thì nói trước nha. Vô trong đây á, mình đang có cơ hội để mình lật ngược thế cờ. Đúng. Hả? Hồi nãy mình bị hành hạ như thế nào, bây giờ mình có thể mình hành hạ ngược lại như vậy. Ủa nó nghe nè. Có nghĩ ra được cái chiêu độc đáo chưa mà sẽ cười nham hiểm vậy? Chưa. Hay đời đấy. Chưa nghĩ ra mà cười vậy rồi đó hả? Cười đỡ rung thôi. À thì ra là cười đỡ rung. Rồi bây giờ sẵn sàng. Tiến vào Hội Quán Tiểu Lâm. Chuẩn bị chờ chết đi. Đêm nay muốn ăn về. Không được từ. Đêm nay muốn ăn về.
chúng ta đi tới đâu, chúng ta phải hát lên cái nhạc hiệu của nhóm chúng ta. Cái nhạc đó nó dữ lắm. 1, 2, 3. Mẹ thương con là con giống mẹ, mẹ thương con thì con giống mẹ, cả nhà ta cùng thương thương nhau, xa là nhớ gặp nhau ta thương. Mình vô mình dập tắt cái đám này đi. Bây giờ để tụng ngoài kìa. Hôm nay chưa tới rằm mà kỳ vậy đi anh. Đại ca nói là đi tắm hồn các con chứ mà đi vô chùa Tân Giang. Đi lộn chùa rồi. Cái gì? Lộn chùa rồi. Lộn chùa mà gia đình nó đang sám hối. Bây giờ mình nhào vô mình dập tắt cái tụng này. Vô anh em. Bồ Tát từ hồi gia đình con đón cái con dâu bây giờ là gia đình con như vậy luôn. Tội nghiệp con quá. Không có tụng nữa. Mày không yên là hai cái đôi quốc tao tát vô họng không còn cái răng ăn cháo này con. Dẹp dẹp trời ơi Bồ Tát. Bồ Tát hiện thân rồi các con à. Nhưng mà thôi, ta sẽ không xuất hiện và nói quá nhiều. Ta cần phải đi hình cái kinh đây. Dạ đi đi. Ở đây là có ba người đệ tử của ta sẽ sám hối cùng các con. Ta đi đây Hồ Biên. Thẻ rồi. Mừng cái gì? Dạ. Chuyện gì? Cái gì? Hồi nãy hai người này nè. Tôi nhớ rồi. Hai cái mặt này hành hạ tôi. Bây giờ bước ra đây. Hai đứa kia vô trong. Vô trong ngồi. Mất chỉ nhớ rồi, không nhớ gì hết. Khi mà nhạc nổi lên là cha già này phải nhảy. Tại sao cứ là ta nhảy hoài vậy? Nãy giờ đâu có nhảy. Hồi nãy ta nhảy, nhà ngươi không nhảy. Bây giờ nhạc nổi lên. Hay quá, chú ơi. Không còn năng lượng hả? Vẫn còn mà. Hành lên, hành lên. Cái gì vậy? Christmas. Bây giờ chúng ta xuống lên cảnh nha nhé. Quang chủ ơi. Thôi. Bây giờ tới ca nhạc. Ca đi. Ca nhạc. Muốn ca bài gì ca? Tôi chết nữa. Yo. Yeah. Yo. Ai chọt chọt rồi ông chủ? Chủ nhỏ nào tên lý vậy? Lấy thôi. Ai đi? Chỗ ông xe là của chú hả? Biên cương lá rơi. Oh yeah, oh yeah, lá rơi, lá rơi. Em ơi, em ơi, em ơi, oh yeah, oh yeah. Đường dây mà mình mùng là đêm không mà đến đây. Đến rồi, đến rồi. Cái chuyện ở trong cái tình nào thương anh thương một mình cô đơn chỉ có một mình. Oh yeah come on. Rồi xong đúng cỡ nào chứ được. Lúc nãy á con bị lọt vô cái mê cung á, bị cái thằng gái trai á bắt con ngủ chơi chung hội với nó luôn á. Gái, trai là đứa nào? Thằng đó, thằng nào? Nó lãng đi kìa đại ca. Đứng lại mày. Ô trời ơi. Vô, bước ra mày. Ô tới giờ sám hối nữa rồi. Nó bắt con chơi cái kiểu mà... Dạ Bồ Tát. Dạ Bồ Tát cho rồi, chịu đồng. Bây giờ diễn lại. Thái giám sao đâu, hồi nãy sao? Làm lại đi. Thì hồi nãy đi vậy thôi à. Bây giờ có cái gì thôi giờ bạn kể chuyện đi. Cái tiết mục kể chuyện hay là kể chuyện là bà này, kể chuyện là bà này. Kể chuyện xong rồi chị Lan, chị muốn kể chuyện làm sao mà là chuyện hài mà người ta khóc hay chưa mày?
Tôi kể chuyện của tôi luôn nè. Tôi làm ở đợ trong cái hội quán Thiếu Lâm nè. Khóc mà khóc mà. Bữa đó là hả, ông chủ bà chủ tôi đã chuẩn bị tư thế, cô chủ đồ chuẩn bị tư thế đón nàng dâu tương lai về. Qua đây đang qua khóc đây. Mà đang vui mà đây. Khóc mà qua kể chuyện chưa vậy? Cười ra nước mắt. Mày xuống đây chết rồi, đưa cái mặt mèn ra, không nói có cơ hội nói đâu con. Đón nàng dâu tương lai về thì hỡi ơi trời ơi đất hỡi, bà chủ tôi bị nàng dâu hiện hình, kéo bà chủ tôi từ trên án kéo xuống. Xin lỗi. Em dâu hả? Quấy vòng vòng. Chủ tôi. Còn ông chủ tôi vừa nhìn thấy ông chủ phải bấu vào người. Trời ơi, còn tôi vô chưa kịp nói cái gì, bóp mỏ nín thở chết luôn. Câu chuyện đây là hết rồi. Câu chuyện tới đây là hết rồi đúng không? Trời ơi, tự kể cái gia đình tự khóc luôn. Ơi thôi thôi, tha đi, thấy gia đình bên đây tội nghiệp quá rồi. Em đội ơi. Không phải chỉ tới cái thử thách ngược này gia đình mới bị hành hạ đâu, mà bị thử thách từ cái vụ cái cô con dâu này vô nhà rồi. Anh ra thôi coi như mình nương tay một chút xíu nha. Hôm nay thì các vị thực khách đến với hội quán Tiêu Lâm thật sự để làm cho gia đình ông bà chủ quán điên đảo. Thật sự là điên đảo như thế. Từ cái vị khách đầu tiên là ông siêu nhân robot Tam Thanh cho tới cái cặp tiên đồng ngọc nữ mà không biết ai trai ai gái này nè, Quỳnh Chi với lại Quốc Bảo, và cuối cùng là cô con dâu Phi Thành Vân. Tất cả mọi người đã rất là sợ hãi cũng như là khâm phục trước cái tài ứng biến của tất cả mọi người. Và bây giờ đại nghĩa xin hỏi tất cả quý vị khán giả đang có mặt ở đây, với quý vị khán giả, tiết mục nào là tiết mục mà cảm thấy nó lạ lùng nhất? Nó nghe Vân ơi Vân, đến với hội quán Tiêu Lâm á, mỗi một buổi á, người ta tiếp có một khách thôi, tiếp một khách thôi. Mà em nghĩ xem cái Nguyễn Phanh lắp tới đây ủng hộ em vậy. Em mới được thành lập tại đây luôn á. À mới thành lập tức thì đúng không? Thật ra thì khán giả, đối với tất cả nghệ sĩ thì khán giả đều yêu mến như nhau cả thôi. À nhưng mà thật sự mà công nhận rằng hôm nay Phi Thanh Vân vô cùng ấn tượng. Nhưng gia đình chủ quán thì sẽ có 3 món quà dành tặng cho tất cả các nghệ sĩ cùng tham gia chương trình ngày hôm nay. Kính thưa quý vị khán giả, và như thế là ngày hôm nay một ngày có thể nói là không may mắn lắm cho gia đình của bà chủ quán, nhưng là một ngày may mắn cho tất cả mọi người chúng ta, bởi vì chúng ta đã có thật nhiều niềm vui với những vị thực khách.